lòng thành kính xin quy pháp. Sẵn khăn saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Dutiyambi buddhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Dutiyambi thammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Dutiyambi sẵn khăn saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Tatiyambi buddhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyambi thammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Tatiyambi sangkhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Tỳ sa ra na ga ha năng pa ri bon năng pháp quy đảm bảo tròn đủ chỉ có mấy nhiêu. A ma phan tê, dạ chúng con xin dâng. Ma na ti ba ta ma ni se kho bên năng samadhi yami. Con xin mang về trường hợp là quy chánh xa si sát sanh a đinh na ca na rồi là mặt đi sẽ khó bất năng sa ma đi ya mi. Con xin mang về điều hợp là quy chánh xa si trộm cắp ca mê su mi cha cha ra rồi là mặt đi sẽ khó bất năng sa ma đi ya mi. Con xin bây giờ điều học là quy chánh xa sự tà hạnh mu sa wa da về là mặt đi sẽ khó bất năng samadhi yami. Con xin bây giờ điều học là quy chánh xa sự nói dối sura me ra yamaccha pamadathana về là mặt đi sẽ khó bất năng samadhi yami. Con xin quay về điều hậu là quy tránh xa sẽ dễ uống rượu và các chất sai. Ba na ti ba ta vê ra ma ni si ka ba đăng sa ma di ya mi. Con xin nhân giữ điều hậu là quy tránh xa sự xa xanh. A đinh na đa na vê ra ma ni si ka ba đăng sa ma di ya mi. Con xin dâng dự điều hợp là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumi cha cha ra vê ra ma ni si ka ba đăng sa ma di ya mi. Con xin dâng dự điều hợp là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da vê ra ma ni si ka ba đăng sa ma di ya mi. Con xin dâng dự điều hợp là cố ý tránh xa sự nói dối. Su ra me ra ya ma chấp bát ma đát tha na vê ra ma ni si ka ba đăng sa ma di ya mi. Con xin dâng dự điều hợp là quỷ tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất sai. Ni ma ni ban cha si ka ba da ni sa tu kang ka tua nga pa ma de na ni cha ka lang sa ma ra khi ta bang. Chư Phật tử sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi phải ráng quy giới hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phàn tê, dạ chúng con xin dâng. Sì lê na su ga tinh doan ti, sì lê na phu ka sâm bà đa, sì lê na ni pu tinh doan ti ta smai, sì lăng vị sô thát dên. Các nhóm sanh lên sanh về, coi trời cũng nhờ diệt giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ diệt giới được giải thoát nhâm niết bàn, cũng nhờ diệt giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì, giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thô sa thô lành thai Uttamang ghe na văn đề hăng Phá đa băng xung qua rụt tâm măng Bụt thê vô khả lý tô đô sô Bụt thô khả ma tụ tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ di trần dưới chân Đức Phật.
là đấng chỉ tôn chỉ thánh, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ye na vang de hang tham mang cha du vi thang và răng tham me yo khalito do so tham mo kama tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ye na vang de hang sẵn khang cha du vi tham mang sẵn khê vô khả lý tô đô sô sẵn khô khả ma tục tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thanh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Si rác minh mê bù tát sê thô sa rê bù tô chê đa khí nê vá mạ ăn sê mộc gà la nô pù rà tô bê đa kàn tê yăng bà chí mê mạ mạ á năn đô kì nà sá vá chá tô tí sa sá măn tà lô kà bà la chí in đà đê vá sá prâm mạ kà ê tê sá ngà nú phá vê nê sá bê phá yá u bà tà vá nê kà ăn tà rà yá bì bì nà sá n thu á sê sa to si pi ya cha na tha tha chinh tham man tu chinh tham man tu chinh tham ma tu idang pha lang etasmin ratanatayasmin sampasadana che ta so cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bình hoàn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thô sa thúc lành thai. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đi cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát kể liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo tự hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thải chúng sanh khỏi quan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện dình tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hảo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm quyên thành. Văn kinh chi kusala cẩm mang cấp ta băng kari yang mama ka ye na wa cha mana sa ti da se su ga tang ka tang ye sat ta sang ni no at thi ye cha sat ta a sang ni no ka tang phun nha pha lang mai hang sap be ba ri ba van tu te ye tang ka tang su vi di tang di năng phun nha pha lang ma ya ye cha ta tha na cha năng ti te wa gang to ni we da yum sap pe lo kam hi ye sap ta chi quang ta ha ra he tu ca ma nyu năng pu cha năng sap pe la pa la hang tu ma ma che ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báo dựng bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm tiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, kinh cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay. Có người làm phước được rài, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh quan hỷ lạnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới cả hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường,
hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Idang vata medanya asa vakkhaya va hang ho tu. Xin cho sự phước thí mà con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ, con đã lễ bái Tam Bảo xong ạ. Dạ, con sẽ đại diện đạo tràng để mà thỉnh pháp sư ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ramma chaloka dibati sahang bati katang chali anthi varang ayachatha santi sa satappara yap bhakya kittika desetu thammang anukam bimang bachang satthamma berin vinayang chakayang suttang cha bandang abitham majammang Ako tayang to satu sak cha đăng đăng ba bo thane ye barisa yamanche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm giường lập dạ ngày dời chơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh giữ pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tinh vàng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, con đã lễ bái Tam Bảo xong ạ. Dạ, con kính đã đảnh lễ ngài Liễu Tông. Dạ, con kính dâng mít đến ngài để ngài thử mít ạ. Dạ, con kính thỉnh bàn tay của ngài. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Thầy và kính bạch chư tôn hàng giả, kính thưa chư cư sĩ nam và sư nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bụt Thầy và tôi bị ho mấy ngày nữa, cái giọng hơi khàn khàn, quý vị ráng nghe. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, hôm nay là ngày của ngài Liễu Tông. Dạ, xin quý anh chị trong đạo tràng có thắc mắc gì thì giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay là text chat trên màn hình. Dạ, con kính mời quý anh chị ạ. Quý anh chị trong đạo tràng nêu câu hỏi ạ. Dạ, con thấy đạo tràng im quá. Dạ, bạch ngài cho con có một câu thí dụ trong cái sự ăn mặc của mình đó bạch ngài. Mình có hẳn là mình là ái chấp không ngài? Dạ, con xin gửi mít đến cho ngài ạ. Thầy giả kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, để mai gần gần chút cái chơi nghe nhỏ quá. Thực
Xảy ra bất cứ cái nào vậy mình vẫn có thể bị cái ái nó vô được, thì chấp nhiều chuyện lắm cho một chuyện. Nhưng mà làm sao nào mình biết trong những trường hợp đó để mình biết cho nó kịp, là nếu mình có pháp học thì mình có thể đối trị được. Chứ còn bây giờ nói tôi không có chấp này không chấp kia, tức là mình đã chấp rồi, phải không? Cái ái nó rất là vi tế. Nó giống như một nó kẻ thù mình, nhưng mình gặp nó lần nào mình cũng coi nó giống như người bạn thân vậy đó. Nó chiều chuộng mình đủ rồi, nhưng mà tới gần lúc nó phản là nó cứ phản thôi. Mình cẩn thận như cái đó. Rồi cô nói kiểu khó nó lớn lớn như nói nhỏ, chúng tôi nghe không rõ câu gì rồi. Chị trả lời sẽ sơ cái đó. Rồi có gì hỏi cho nó lớn chút nghe. Nó mô bất thầy á. Dạ, con sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ, ngài nghe rõ không ạ? Dạ, con đã mở maximum ạ. Dạ, kính mời quý anh chị trong đạo tràng có thắc mắc gì giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay là text chat trên màn hình. Xin mời quý anh chị ạ. Có thắc mắc thì giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay là chat chat trên màn hình cũng được. Dạ, con xin đọc câu hỏi của La Vi ạ. Thưa sư, khi Bồ Tát chưa thành đạo, chưa có giáo pháp của Đức Phật, thì sao ở Ấn Độ đã có các vị Bà La Môn biết về danh từ Đức Phật chánh đẳng giác? Dạ, con xin nhân mít đến ngài ạ. Mô Tài Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự cái danh từ thì nó có, nhưng mà cái nội dung của cái danh từ đó hay là cái ý nghĩa danh như thế nào rồi thì cái chuyện đó mình phải xét lại. Bởi vì thường thường đó thì những cái danh từ mà người ta chỉ cho cái bậc tối thượng là tùy theo cái ngôn ngữ cái thời đó hoặc trước đó hoặc sau đó được truyền đi. Thành ra cái danh từ ấy là nhiều khi mình không có để ý ra, mình không hiểu. Ví dụ như trong cái bài kinh thường thường bên Bất Tông Hai Tụng, hình như chúng tôi nhớ không ấy, cái bài gì đó thường thường nó cũng có chữ Tam Bảo, mà cái chữ Tam Bảo đó thì không có được chỉ là Phật Pháp Tăng, nhưng mà nó chỉ là ba cái vị lớn nhất bên đó, và gì lớn nhất đó, và chú Đại Bi đó. Thì trong chú Đại Bi thường là chúng tôi đọc tiếng sẵn thì không hay lắm, nhưng mà thành ra chúng tôi đọc cái chữ đó, đại khái là Nam Mô Ratana Tạ Gia Giá, kính lễ Tam Bảo. Nhưng mà chữ Tam Bảo đây đó không có nghĩa là Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng, mà chữ Tam Bảo đây đó, theo Hindu là Brahma, Vishnu và Shiva. Nó là bạch, nó đánh lễ vậy, nhưng mà khi mà nó dùng cái chữ đó thì đa số mình dịch tờ Tam Bảo, chứ thật sự nó không phải. Thì cũng giống như từ chánh đẳng chánh giác hay là những từ giác ngộ tối cao dùm chùm đó, thì cái đó là ngôn ngữ của đời, nhưng mà cái chuyện quan trọng là cái nội dung hay là cái nghĩa, cái đó mới là cái quan trọng. Thành ra muốn biết cái chữ danh từ mà quý vị hỏi Đức Phật chánh đẳng giác đó trong cái bài kinh nào của Bà La Môn thì chúng tôi có thể tìm cái nguồn để giải thích được, chứ còn nếu mà không thì nói hỏi thì nó cũng đi trật lất, bởi vì cái đấng tối thượng của họ nó khác cái đấng của mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, con thấy câu hỏi tiếp của La Vi là các vị Bà La Môn xem tướng cho Thái tử tuyên bố hoặc làm chuyển lưng Thánh Dương hoặc làm Đức Chánh Đẳng Giác, như vậy các vị đó có hiểu Phật Chánh Đẳng Giác là bậc tự mình giác ngộ tứ đế không thưa sư? Và con kính dâng bích đến Ngài ạ. Nam mô Bích Thầy, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự là họ không hiểu đâu, mấy cái gì đó đó, bên họ giống như chúng tôi nói là, ví dụ như cái cao nhất của họ là Đấng Brahma đó, thì bên này cũng vậy. Cái chữ mà chúng tôi không rõ là dùng cái chữ đó như thế nào, mà mình dịch thần thường tiếng Việt mình hay là ngôn ngữ sau này nói là bậc hoặc Chánh Đẳng Giác, nhưng mà thật sự lúc đó cũng mình không có cái lời giải thích là cái bậc đó là như thế nào, đắc cái gì là cái đó thì cái đó mà ấy. Nhưng mà tới khi mà những cái danh từ nó được sáng tỏ đó là khi Đức Phật nó bắt đầu tuyên bố giáo pháp, công bố giáo pháp ra, thì mấy cái đó mới được định nghĩa Phật là như thế nào, hiểu cái gì mà toàn giác, độc giác gì đó, cần bao nhiêu pháp để thành thành những ba la mật bao nhiêu vậy đó. Thì sau này đó nếu mà không có cái vị mà giác ngộ cái điều đó thì chúng ta có lẽ giờ cũng không biết tứ đế là gì, dù rằng có thể danh từ Phật cũng có, đấng giác ngộ cũng có, hay phải không? Nhưng mà lúc đó giác ngộ cái gì? Nghe ở trong bài kinh Phạm Võng đó, có năm loại nước bàn gọi là tà kiến đó, thì họ vẫn hiểu nước bàn là nghĩa là sự thỏa mãn trong ngũ dục vẫn là niết bàn để như thường, thành ra cái đó cái danh từ nó có, nhưng mà còn trúng hay không trúng cái chuyện đó là chuyện khác, chứ nó không có, mình không thể mình nói là họ phải biết cái chuyện đó. Nhưng mà chắc chắn thời đó thì mấy cái vị mà coi tướng cho Bồ Tát đó nói ấy vậy, chứ mà chắc chắn là không biết cái Phật đó là đắc cái gì. Nếu mà họ biết là được như vậy thì họ có thể họ hành được chứ, nhưng mà không biết. Hồi đó đó cái sự cao thượng nhất đó, có lẽ là cái này quả sảnh già na sảnh già gia tình na phun đó, tức là cái phi tưởng phi tưởng, cái cảnh giới đó là cao nhất rồi, có thể người ta hiểu được, đã bị có người đã đắc cái đó. Còn cái vấn đề mà đắc mà để diệt từ thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, cái đó là chắc chắn là những cái chế định đó chỉ có Đức Phật mới có thể chế định ra những danh từ đó vì giảng nghĩa tại sao thôi. Chứ còn vào thời đó thì chắc chắn mấy cái gì này không có biết đâu. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú sa thú. Con thấy là vì đã kính cảm ơn sư ạ. Dạ, quý anh chị trong đầu tràng có thắc mắc gì thì giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay là text chat trên màn hình ạ. Dạ, kính mời quý anh chị. Dạ, kính chào Vinh Kinh. Mới vào đầu tràng Vinh Kinh thắc mắc thì Vinh Kinh giơ tay tiếp hỏi ngài để cho đầu tràng học hỏi ạ. À. Dạ, kính mời Vinh Kinh. Kính mời bàn tay của huynh ạ. Nam mô Bích Thầy á, Nam mô Tham Mai á, Nam mô Sai Ngài á. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng, xin kính chào tất cả quý vị. Kính lễ Thượng Tọa Liễu Phong. Kính thưa quý vị, nghe âm thanh của Sít Trần Đạo kêu thì không thể nào mà từ chối được. Sít nói là thỏ thẻ nhỏ nhẹ nè. kính thưa từ tòa lưu tông, sẵn cái vấn đề mà coi xem tướng này kia đó, thì con hỏi sư là cái vấn đề mà pháp môn mà coi tướng coi bói đó. Ngày xưa tòa thời Đức Phật cũng đã có một cái sự phát triển rất là mạnh, các vị bà la môn là coi rất là giỏi. Thì như vậy khi mà mình nói về vấn đề mà ngày hôm nay thì thứ nhất là nó có sự khác biệt với ngày xưa không sư, và thứ hai nó có bị rơi vào trong những cái tình huống được gọi là mê tín hay là giới cấm thủ không? Dạ, con cũng thỉnh sư ạ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời gian bao nhiêu thì cái vị nào đó xuất hiện thì người ta nói là chư thiên ở trên cái cõi mà cõi ngũ thiền chứ không phải giỡn đi xuống, để nói là còn khoảng 100.000 năm nữa có một cái vị chánh đẳng chánh giác ra đời, thí dụ vậy đó. Thì cái vị đó muốn biết là phải có bao nhiêu tướng tốt, nhưng mà đó là người ta vẽ cái đó ra, nhưng mà thực sự ra bây giờ nếu mà quý vị mà đọc trong những ba mai tướng tốt của Bồ Tát có những cái tướng quý vị nghe cũng rùng rợn lắm, mà sao gọi tướng tốt thì chúng tôi cũng không có biết nha. Nhưng mà khi có người hỏi tới cái đó thì Đức Phật có trả lời một số cái điều kiện về cái đó là dựa vào cái tiền nghiệp nào mà được cái tướng đó, dựa vào cái gì. Này trong 32 tướng tốt của Đức Phật đó là những cái loại nghiệp nào trong trong thời gian ngày tạo ba la mật đồ này kia đó thì nó sẽ được những cái đó. Thì cái đó chắc chắn là nó phải đúng hơn cái bây giờ. Còn bây giờ người ta dựa vào cái hệ thống của tàu thì phải, của Trần Đoàn Tiên Sinh thì phải. Thì thấy vậy, nhưng mà thường là mình không có hiểu cái nghiệp lực của chúng sanh, thì dầu rằng có cái tướng đó nơi đi nữa nhưng mà chưa chắc là tướng tốt, thấy không, đâu phải dễ đâu. Bởi vì nó phải dựa vào số điều kiện, mà thường những cái tướng tốt hay là những cái ngay cả chim bao vậy, trong giáo pháp này nó phải dựa vào số điều kiện về những cái tiền nghiệp của cái vị đó. Ví dụ như cái nghiệp đó mà muốn có được cái gì đó phải giữ cái điều kiện gì trong quá khứ, ví dụ giữ giới hay là bố thí hay gì gì đó, nó mới ra cái đó. Thì người ta dựa vào cái đó thì đa số những cái gì đó theo chú giải thì là chư thiên ở trên cái cõi đó ta xuống ta nói, chứ không phải là dưới này ai cũng biết là Đức Phật tương lai sẽ có 32 tướng tốt gì đó, ta không thấy. Rồi sau này đó có lẽ có một số cái gì khác theo chú giải thì cũng hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật ấy đó, thành ra thường mình coi trong mấy cái chuyện về tiền thân đó mình thấy rõ ràng. Vào thời đó đó, Đức Phật là hay là Bồ Tát tạo ba la mật gì thì sau này mới được những cái quý tướng hay cái kiểu gì đó. Thì cái thời đó, thời này đó, thời đó là giờ trí tuệ và dựa vào căn cơ về cái tiền nghiệp của cái người đó. Còn bây giờ thì người ta đoán thì sách vở sách nói sao vậy ra dấu bây giờ đó, nếu là mấy ông thầy bói ông chỉ đoán mò thôi, chứ bây giờ bữa nào vậy nào ông tin đi coi bói tới ông thầy nhờ coi bói dùm, còn im re đi làm nói gì đó. Ông lên tiếng hỏi cái này đúng không kia kia, mình cứ mình đến ấy thì ông đoán cái đó là ông nói ra, chứ sao ông có đâu biết được, phải không? Ông dẫn đường cho mình khai ra gia đình mình như thế nào thế nào thì ông đoán, nói là nó trật, phần đông nó trật nhiều hơn. Còn hồi xưa là có căn bản đàng hoàng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sao dạ, kính chào Thượng Tọa Lưu Phong. Trong kia chờ đợi quý vị chuẩn bị những câu hỏi nha. Vậy như vậy, trong lưng không có ai thì hỏi. Dạ, kính thưa sư, thì trong cái vấn đề mà có bói có biết cái về nó thì nó có liên quan đến về cái đời sống là mắt thấy tai nghe này nghe vân vân, thì theo như cái vấn đề mà khi mà cũng một cái đối tượng đó nhưng mà có người thì nhìn đối tượng đó thì ta thích, nhưng mà có người nhìn đối tượng đó thì ta ghét, thì người ta nói là do cái tướng này nó không phù hợp với người này, cái tướng kia thì nó phát sinh ra cái sự khác biệt. Cũng một đối tượng mà có người thương có người ghét, thì theo như sư mình giải thích cái vấn đề một cách sâu sắc hơn thì nó như thế nào, là con cũng tỉnh sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chưa quý vị, tại đời mình nó dựa vào một số cái chuyện, nếu mà mình không có dính mắc vào cái đó thì cái sự thay đổi nó dễ hơn. Thứ nhất là tiền nghiệp, thứ hai là cái đời sống, mà cái môi trường mà mình đang sống đó, thành ra cái môi trường mình đang sống có những cái mình thích, nhưng mà cái tiền nghiệp
của mình nó, mình quan trái với gì đó nên mình không thích, chứ không phải mình lấy xúc nào không thích đó. Thành ra coi có người, ví dụ như nội nhìn một cái người đó mà cho đẹp thì nó có hai chuyện. Thứ nhất là người ta sẽ nói cái người mà ta thích đó, thì ta nói cái đẹp mà thì đẹp đẹp cái nết. Nhưng mà có người ta không thích thì nói cái nết đang chết cái đẹp, thì bây giờ ai trúng? Thấy không đó. Thành ra với thứ hai nữa đó, cái những cái mà đối tượng nó vô mắt tai mũi lưỡi mình đó, nó thay đổi tùy theo điều kiện của nó, chứ không phải là nó không thay đổi. Ngay cả trong huynh sơ sơ rồi thấy nào, nghĩa là gì đó, tướng tùng tâm sinh tâm, tướng tùng tâm diệt gì không dùng đó. Thì bây giờ thì mình thấy mình học gì pháp đó, huynh dạy gì pháp biết mà. Nếu cái tâm là tâm thiện thì cái sắc tâm nó là tâm thiện, nên người mặt mày sáng sủa, còn tối ngày cái mặt mày nhăn nhó táo bón hoài thì mặt mình phải thấy xấu tốt được, phải không? Nó thì nó có những cái điều kiện của nó, nhưng mà cái điều tức rất tiếc là cái điều kiện đó mình không có biết đó. Cái tiền thiên tật của mình cũng không có rõ, lại rồi cái mình sống ở cái đó là mình theo dựa theo môi trường. Thứ nhất là những cái hệ thống mà truyền thông bây giờ đó, nó làm riết con người ta, ví dụ như con nít cũng có thể tính chuyện với người được là vậy đó. Nên nó bị cái quần tẩy não đó, nó bị cái, những cái phim ảnh rồi này kia nó tẩy não rồi, con người mà nó không có cái đúng cái chiều hướng suy nghĩ cho nó đàng hoàng, là ra nó ấy dựa vào cái thứ hai nữa là cái nghiệp xấu nó cho cái quả, nghiệp xấu nó đi theo kịp nó cho cái quả. Thành ra mình cứ theo đó mà mình cứ làm những cái việc tào lao là vậy, chứ không có vậy đó. Còn nếu mà bây giờ thì nếu mà mình theo cái căn bản nha, nghĩa là thứ thiệt là mình hiểu rồi đó, thì chứ cái gì nó cũng sanh diệt thôi. Mình làm việc tốt thì nó phải đi tới cái tốt, mà làm cái điều tạo điều kiện xấu thì nó phải đi tới cái xấu thôi, chứ đâu có ai đâu. Thành nên nếu mà cái chiều sâu đó là cái chiều mà mình phải hiểu một số cái liên quan tới vấn đề nghiệp quả. Mà sâu hơn nữa là nhiều nghiệp quả, vừa nhân duyên, vừa duyên duyên sinh mà duyên hệ khác nhau nữa, chứ không phải là nhân quả không. Bởi vì nội nhân, cái nhân này nó có thể tạo cái quả này, nhưng mà cái điều mình không có rõ được là cái nhân này nó ở mình tạo lúc nào, nó kiếp trước hay là ba bốn kiếp trước, hay là cả trăm kiếp trước, hay là cả hạ tầng kỳ trước, nó vẫn, nếu mà nó vẫn còn cái đủ năng lực, nó vẫn theo nó cho quả hay thường, thì cái đó mình đoán không có ra. Thành ra mình nói tại sao mình xui, tại sao tôi ăn hiền ở lành mà tôi cứ bị về hoài, ăn hiền ở lành con kiếp này còn bao nhiêu kiếp làm ác, hay sao biểu không bị đầy bị đọa cho được, thấy không? Nó có những cái nhiều cái mình không biết lắm, chứ không có một ít chuyện đâu. Nhưng mà cho tới mình học để mình biết, mình hành cho tới mình có thần thông mình biết được, thì mình cũng chết mấy đời đi, mấy đời mấy kiếp rồi. Nam mô Bích Thầy. Dạ. Dạ, xa thứ, xa thứ. Dạ, kính chào Thầy Lý Phong. Dạ, thì trong cái vấn đề mà sư trình bày nói về vấn đề tiền kiên tật, thì sao sanh mà ngay cả rồi mà nó vẫn còn bị cái tiền trong những cái tích tiền đặt, phải như vị áo hán, những tiền đặt coi như cái tiền đặt này xóa bỏ được hết rồi. Theo ý thì như thế nào trong vấn đề này? Dạ, con cũng tính thiệt. Nam mô Bích Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn hiền. Dạ, kính thưa chư quý vị, cái qua sanh nó có hai chuyện, qua sanh xấu và qua sanh tốt. Thành ra có một số qua sanh xấu đó, nếu mà cái người đời này có thể hành một số cái điều kiện gì đó thì nó có thể xóa được. Thì chỉ có Đức Phật, chứ còn ngay cả bậc A-la-hán cũng không xóa. Mà như ngài Sa-đu-ta đó, ngài đi cái tướng ngài là tướng nói theo tạo là tướng hầu đó. Thì tướng xấu rồi đi gặp trong nước thì nhảy đó, tại vì 500 kiếp trước đó, ngày từng sanh làm khỉ rồi, bây giờ ngày đi ngày có khuynh hướng đó. Thì nếu mà 500 năm mà làm khỉ thì thôi, chứ cái đó làm sao xóa được. Hoặc là trong hàng tinh văn đại tử Đức Phật có những cái gì chuyên môn mở miệng ra là nó tục. Tục là theo danh từ của cái người đời, chứ còn nếu mình không phải là nói tầm bậy tầm bạ nữa. Đó.
thành ra đó là những cái mà không có thể xóa được. Còn nếu mình kiếp này mình học mà mình hành cái pháp hành mình nó cứng, mình có niệm đó, thì mình có thể giảm bớt được. Bởi cái chuyện mà kể chuyện mà cái ông Bà La Môn mà ông mà ngài Sở Bồ Tát về để ông dâng bộ tam y đó, cái đầu thì ngài nhảy nó thôi về không dâng y tăng và lệ đâu, dâng y nội với y da trái rồi. Cái bước thứ hai ngài dũng nước thứ hai cũng nhảy, nó mình nói nhảy không đúng mà bước nó dài hơn, nó không được trang nghiêm chút thì thôi, chứ không phải nhảy giống như mình. Này ông kia cũng nói thôi lấy lại da trái dâng y nội thôi. Đây thì cái thứ ba là sao, ngài không nhảy mà ngài đi vòng, ngài đi đàng hoàng. Ông bà không uống hết ngạc nhiên, ông hỏi tại sao vậy, sao ngài không nhảy, nói nếu mà ta nhảy rồi nữa thì ta mất luôn cái chiếc y nội sao. Nó thấy rõ ràng nếu mà mình có niệm hay là mình có bậc A La Hán thực sự bậc thánh mà có cái niệm mạnh là có thể tránh được một số cái chuyện chứ không phải không. Còn như mình phàm nhân thì khó lắm, bởi cái niệm mình nó rất là yếu. Mình hằng ngày mình nói có niệm nó rất là yếu cho nên không có mạnh, nên nó không có khả năng để nó kềm chế một hay là nó đối trị một số cái điều kiện như vậy được. Nên nó chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác mới từ tận diệt được tiền hiện tật mà thôi. Nam mô Bích Thai giá. Sao thú kính chào mừng Phật Lưu Tông. Câu hỏi là chưa thấy ai đưa lên ha. Thì thưa sư, thì nãy sư nói về vấn đề mà người mà có tâm thiện thì sanh ra được sắc tốt, người có tâm xấu thì sanh bị sắc xấu. Thấy con thấy có gặp nhiều người trên đời này cũng xấu trai đó, mà sao hiền nhưng mà lại xấu trai, sanh mặt mày xấu xí nhưng mà tâm ta rất hiền lành. Thì vấn đề này theo như sư mình phải nên hiểu như thế nào để xác định được rõ ràng trong vấn đề người hiền lành nhưng mà lại xấu, lại nghèo, mọi người giữ thì nó lại đẹp trai, nó giàu sang, nó đại gia vân vân. Thầy cô thỉnh chưa ạ? Nam mô Bức Thầy, kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Cái nhân mà nó cho thành cái sắc này rồi đó là cái nhân đó đó, nó cho cái quả trong cái thời tái tục đó. Thì có những cái thay đổi không được, có những cái thay đổi được. Cái thay đổi được là tức là nó sanh trong cái thời bình nhật đó, thì cái sắc mình nó vẫn có thể là cái quả của một cái nào kiếp nên mà sanh trong thời bình nhật mà thôi. Thành ra nếu mà trong thời tiếp tục mà cái quả nó cho cái quả mà nặng quá, ví dụ như mình hàm có hàm răng khển mà khển cái hàm đó, bây giờ mình có đi nhổ hết rồi mình làm ra cái hàm răng giả thì nó cũng thấy rồi chứ làm sao không thấy được, cái bởi cái hàm nó bị tật chứ đâu phải là cái răng nó bị tật. Thấy không? Rồi bây giờ làm sao? Nó giàu có hiền cái mấy kiếp này nhất định nó vô là tu thiền tứ niệm xứ từ sáng tới chiều đi nữa, thì cái hàm nó đã về như vậy rồi, nó là cái quả của cái nào trong quá khứ rồi, bây giờ có làm cái gì thì nó cũng thấy cái tình trạng mà nó ấy à, thấy không? Còn cái người cũng vậy, ngược lại người mà sanh ra chứ nghĩa là cười một cách bình thường được, cười phải cười móp gì đó, tức là hàm răng nó vô sâu quá thì cũng vậy, có nhổ răng làm lại cũng vậy thôi, bởi vì nó hư từ trong cái hàm, tức là nó hư trong lúc mà tái tục. Còn những cái nào mà nó hư trong cái thời bình nhật nó mới vẫn có thể là biến cải được, sửa chữa được đó, đi tìm mấy ông giải phẫu thẩm mỹ nó làm được, chứ còn nếu mà từ thời tái tục là khó lắm, làm sao lại được, thành ra nó khó vậy đó, phải không? Thì đó, bây giờ cũng muốn làm gì được, dầu rằng mình sanh ra người đó hiền kia ông chồng, nhưng mà tại vì cái quả nó cho ra cái quả xấu, cái nghiệp xấu nó cái dầu rằng cái nghiệp sanh làm người đi nữa, nhưng mà nghiệp sanh làm người nó bị cái nghiệp xấu bám theo mạnh quá là mất năng lực đó. Nên khi mình làm cái việc thiện thường thường đó, cái nghiệp nó không có mạnh, rất hiếm người mà có cái nghiệp thiện mạnh. Tại thường thường nó mình làm cái tác ý ba bốn thời của mình nó không có đủ đó, nó không có đủ thiện 100%. Thành ra khi mà làm người đó thấy cái nó khác biệt nhau rất là nhiều. Mình làm việc ác rồi đó thì mình sanh đi bốn đường ác đạo, dầu nồng có làm thú làm gì thì nó cũng là bốn đường đạo. Nhưng mà sanh làm người đó thì có người
rất là giàu sang, quyền quy cao sang, giống như ông vua đó, sang làm vua. Nhưng có những người ra cũng đàng hoàng đẹp trai nhưng mà ngủ gồng cậu, không homeless nó. À, tại vì cái nghiệp nó, cái nghiệp mà nó đi chợ nó cho cái quả đó nó quá mạnh, thành ra những cái nghiệp thiện khác theo nó theo không kịp. Dù rằng cái vị đó có những cái nghiệp thiện rất là tốt, giống hạn như là lô cả thì xa thể ra đó, nghĩa là kiếp này vẫn đắc được tứ thánh quả như thường, bậc a la hán như thường, nhưng mà chỉ no được có bữa cơm cuối cùng trước khi niết bàn mà thôi, thấy không? Thành ra nghiệp xấu nó vẫn theo, nó mà theo rồi thì nó không trừ ái đó. Thành ra mình dễ vui trong nghiệp ác, nghiệp thiện là mình có ngày cũng tiêu luôn như vậy đó. Mà thường thường có người ta dễ vui vậy đó, khinh thường việc ác nhỏ rồi làm, khinh thường việc thiện nhỏ rồi không làm, đó là vậy đó. Này có này, thành ra quý vị nên nhớ là mình cái việc làm người nó rất là khó và nó rất là sai biệt khác nhiều. Còn ví dụ mình đắc sơ tiền lên cỡ đó giờ giống nhau hết đó. Hoặc là mình làm ác là mình đi xuống thì cũng không có gì để nói nhiều, nhưng mà sẽ làm người đó. Từ người mắt mù tai điếc cũng là quả của thiện pháp. Người mắt mù tai điếc hay là bị tật rồi đi chân mạnh, chân què rồi này kia sụm là quả của thiện pháp hết đó. Và người rất là đẹp rồi này kia sang người quyền quy cũng là quả của thiện pháp rồi. Thành ra khi làm thiện pháp nó mới vậy. Thành ra thường thường đó, mình để ý tại sao mình làm thiện pháp mà cái quả nó không có mạnh. Tại lý do tam tư hoặc tứ tư mình nó không có bình đẳng. Chứ khi làm nhiều khi cái tác ý nó mạnh, cái chủ ý nó mạnh lắm. Trong khi làm cũng có thể mạnh, nhưng mà sau khi làm thường thường nó rất là khó có được cái tác ý mạnh lắm. Tại vì mình làm thường mình không có nhiều cái sự chú tâm trong việc làm, mình chỉ ngó ra ngoài đó. Ví dụ như vô chùa nghe ông tụng kinh mà cái mắt tai thì chấp đàng hoàng lắm, nhưng mà mắt cứ ngó qua ngó lại có người nào quen không này, nhấp miệng say hello rồi này kia ông tụng thì làm sao mà cái tác ý mà nó có đủ năng lực để nó cho cái quả qua hoàn hảo, thấy không? Nhưng mà nó cái đó là mình làm như vậy, làm thiện cũng phải cẩn thận như lắm, chứ còn không có những cái quả mình không thể tưởng tượng, rồi mình không hiểu được cái những cái chuyện đó, rồi mình cứ trang đời trách đất hoài, rồi là cái đời khổ, đời sống của người phàm phu tục tử mà nó khổ vậy đó. Nam mô Bích Thầy á. À, sao dạ, kính chân thượng tọa Lưu Tông. Dạ, thì trong cái vấn đề sư trình bày thì với một người mà chúng ta thấy mà nó sanh ra là xấu xí này kia, đó là thì cái đó là cái quả do cái nhân quá khứ, do nhân xấu quá khứ. Thì bây giờ người ta có thể chuyển được cái quả đó xem. Ví dụ người sanh ra xấu, mắt khí, mũi tẹt, rồi môi dày, giờ nó vô viện thẩm mỹ, nó nâng mũi cao lên, nó sửa mắt hai mí, nó sửa môi, rồi nó căng da, căng mặt, nó làm đủ thứ, rồi nâng ngực, nâng độ làm nó đẹp thành một người hoa hậu. Thì như vậy nó chẳng, nó có phải là vấn đề nó chuyển quả không chứ? Nó thay đổi cái hậu quả của cái nhân quá khứ. Thì như vậy, theo ý sư thì vấn đề này mình hiểu như thế nào? Rồi con cũng tỉnh chứ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra cái sắc nó phát sanh trong thời bình nhật và trong thời tế tục và trong thời bình nhật. Những cái mà nó phát sanh trong thời tế tục đó mình rất là khó sửa, có thể sửa không được. Nhưng mà trong thời bình nhật mình có thể sửa được chứ không phải không, nhưng mà sửa trong cái khoảng thời gian nào đó thôi. Bởi vì cái sắc này nó phải suy, phải già. Quý vị nào gần đây mà thấy mấy cái hình của cô người đẹp Bình Dương hồi xưa mà post lên đó, quý vị nhìn vô là quý vị tưởng là quý vị khuyên ma chứ không phải giỡn đâu. Anh nói quý vị chỉ sửa được một chút cái phần não thôi chứ làm sao sửa được hoàn toàn được. Cái gì cái đó là mà dầu rằng cái nghiệp mà mình đã làm trong quá khứ, nghiệp thiện đi nữa, nhưng mà trong thời gian mà nó chạy theo là để nó cho quả thì vẫn có những cái nghiệp ác hiện tại nè, cái nghiệp hiện tại gọi là chướng nghiệp đó, nó vô nó vẫn làm, nó phá hoại những cái chuyện đó như thường. Đâu phải người nào đi làm vô thẩm mỹ viện đều thành công hay sao, thấy không? Thành ra người đi ra trong chuyện thưa hoài là vậy đó. Bởi vì có những cái sắc mà nó dầu rằng nó phát sanh trong thời bình nhật, nó vẫn bị cái nghiệp trong quá khứ theo mà kiếm chuyện được như thường. Cái quan trọng nhất bây giờ đó, mình đừng có quan cái chuyện mà thẩm mỹ sửa thẩm mỹ, quan trọng cái chuyện mình tạo thiện pháp cho nhiều,
Tệ nhất mình có xấu thì nhớ tướng tá nó cũng coi cũng được được, chứ còn cùng mình sửa sang thấy mà cái tướng mà nó đi kiểu con hầu đó thì cũng như không thôi chứ có ai đâu, thấy không? Cái gì chỉ sửa được cái phần nào đó thôi, nhưng mà chưa chắc nó đã được hoàn hảo đâu. Bởi cái đời sống mình là mình dựa theo cái quả của cái nghiệp trong quá khứ. Mình làm ấy nó được cái này nó mới khác hoặc ngược lại. Chẳng hạn như cái cô mà banh chả ba ba đó, tức là sinh ra đó, hai mắt thì ngó nhau. Hàm răng trên thì vô, hàm dưới thì ra đó. Nó do cái ngủ nghịch về tội đó nó xấu lắm, nhưng mà ai đụng cổ vô là mê chết rồi, nhớ không? Thì mình chắc biết cái chuyện đó, chúng tôi nhớ trong ở nào nhiều đại khái vậy đó. Nói là hai ông vua mà còn phải quánh nhau để giành một cô đó, không thấy à, mà cô xấu thầy chạy luôn. Nó cái chuyện xấu tốt nó không quan trọng, quan trọng là cái phước mình, cái thước tiện mình nó nhiều hay không, đó, đầy đủ không, thì cái chuyện đó về phần tâm linh là nó dễ chịu hơn. Còn mình có đi sửa cho đã đời về rồi, trước sau này nó cũng mua mèo vẫn hoàng mèo thôi. Quỳnh Nam Mô Bích Thầy giá. Chào tất cả kính tri ân và lễ vâng. Thì trong cái vấn đề mà nói về thiện với quả, nhân quả, thì tôi sư thì một người mà có những cái tâm thiện mà tốt đẹp, ví dụ trong đời sống họ tạo những cái tâm thiện tốt đẹp, luôn luôn là giúp đỡ người này làm việc thiện người kia, rồi hành thiện vân vân, thì như vậy khi người đó là làm như vậy đó thì những cái cơn bệnh của họ phải mang, ví dụ như người đang bị bệnh như vậy đó, thì những cái sự hành thiện, những cái sự làm thiện như vậy nó có khả năng nó tạo ra những cái sắc tốt để nó diệt trừ những cái cơn bệnh đó không, nó có thể dứt trừ được những cái cơn bệnh đó. Thì con nghe nói nhiều người nói là mình đi hành thiền thì nếu thời gian nó sẽ trị được những cái chứng bệnh ngặt nghèo, chẳng hạn như bà Nipama đấy, bà cũng trị được số bệnh của bà do bà hành thiền về tứ niệm xứ. Thì theo vấn đề này thì kính thỉnh sư giải thích nhìn cái lộ trình tư tưởng của người ta nó như thế nào mà nó có thể mà nó làm hoại diệt đi những cái sắc xấu. Con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bồ Tát gia kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, cần bệnh này là cái gì của chúng sanh nó dựa vào năm chuyện. Thứ nhất là nghiệp, thứ hai là tâm, thứ ba là vật thực, thứ tư là thời tiết. Những cái bệnh nào mà phát sanh vào vật thực thời tiết thì để bác sĩ chắc ăn, chứ còn có ngộ thiện quý vị thì nó không giúp nhiều. Những bệnh nào mà liên quan tới tâm á thì hành thiện nó bảo đảm, ví dụ những cái người bị nhức đầu kinh niêm migraine rồi này kem dùng cái đi vô cái tâm nó cái tào lao riết thì đi vô hành thiện thời gian sao nó hết hết, tại vì bệnh phần đó là do tâm có thể giúp được. Còn cái bệnh do nghiệp nó chữa cũng chết mà không chữa cũng chết. Tuy nhiên mà cái bệnh do nghiệp mà cái nghiệp đó nó không có nổi dữ dằn á, thì mình tạo thiền pháp ra này nó vẫn giúp được như thường, vẫn nghĩa là không có dứt khỏi được, nhưng mà chắc chắn là nó cũng giúp cho mình nhẹ bớt rất nhiều chuyện. Thành ra tùy theo cái việc đó mình làm thì mình có thể thấy, nhưng mà giờ mình không biết, thường thường đó bệnh mà do vật thực với thời tiết thì mình có thể mình đoán được, mình ra đoán được, ra ngoài counter mình mua mình uống vẫn hết đi được, chứ không cần đi bác sĩ. Nhưng mà nhiều khi mình đoán trật mình uống vô vẫn ngáp như được. Nhưng mà còn cái chuyện mà nghiệp với tâm đó thì mình chỉ có tạo phước báo thì nó mới giúp nhiều mà thôi. Mà cái phước đó thì nó có nhiều chuyện từ yếu tới mạnh. Mà cái phước mạnh nhất là phước thiền đó. Thiền mà thiền minh sát đồ này kim dùng đó, mình có thể mình quan sát một cái số điều kiện về trong bốn cái thân thọ tâm pháp mà nó liên quan tới tâm, có tham có gì mình biết kịp cái đó thì nó sẽ giúp cho cái tâm mình nó quân bình, thì nó sẽ giúp được rất nhiều chuyện. Hoặc là mình quán vào một số cái chuyện khác, hay là quán thọ quán gì đó làm cho cái tâm mình nó cũng quân bình, tại vì nó không có nghiêng về thì vui nhiều hay là buồn nhiều, rồi ta vẫn quân bình như thường. Hay là mình quán về thân để cho cái tâm mình nó bớt ngã chấp trong những cái điều kiện hàng ngày trong đời sống. Ví dụ như người hàng ngày mình cứ tưởng mình ăn như vậy đó nó đúng như vậy, vậy là người không, mà mình khỏe không phải, cái đó là một phần mà thôi.
thức ăn chỉ là một phần để cho cơ thể nó khỏe mà thôi, bởi vì cái bệnh của mình nó tới bốn cái chuyện, nó bốn cái nhân vậy đó, chứ đâu phải là một nhân đâu, bốn nhân vậy đó. Thành ra mình đừng có nghĩ là người ta nói ăn đồ organic đồ này kia hay uống qua dược thảo là hết bệnh này, vì nó trời được cho nó thiệt, nó không có đúng. Bởi vì mình không biết cái bệnh mình là cái nguồn gốc bệnh đây từ đâu ra. Thành ra khi mà mình, cái quan trọng mình tạo thiền pháp, cái đó là cái năng lực rất là mạnh. Nó giúp cái hệ thống bên trong của mình nó được điều hòa. Thì khi mà nó được điều hòa vậy đó, ví dụ tại sao mà mình, Đức Phật khi mà Ngài không có cảm thấy khỏe, tức là thân của Ngài đó, kêu cái vị nào đó tụng cho bài kinh Thích Trực chẳng hạn, này Ngài thấy khỏe lại, hoặc ngược lại cái nhiều vị khác nghe kinh khỏe. Tại vì khi mình nghe kinh rồi đó, cái tâm mình nó quân bình trở lại, mà cái tâm quân bình thì cái sắc tứ đại nó cũng quân bình theo. Bởi vì cái tâm nó một trong bốn cái nhân này, là cái sắc này nó sanh khởi. Thì khi mà cái tâm mình mà là tâm thiện thì cái tứ đại nó quân bình, mà tứ đại quân bình thì có một số cái bệnh tật nó phải khỏi thôi. Nhưng mà người ta cứ nghĩ là mình thiền nó chữa bệnh được là chuyện là không có cho kinh điển nào nói đó. Đó là cái quả đương nhiên. Khi mình làm cái tứ đại này quân bình lúc nào thì cơ thể nó khỏe khoắn lúc đó. Nhưng mà ngược lại mình làm nó không có được quân bình cho cái tứ đại này, đó chuyện nó mới đấy. Thì cái tâm mình nó không đàng hoàng thì cái tứ đại nó mất quân bình. Mình ăn vật thực nó không có đủ calorie hay đủ cái gì đó thì nó cũng làm cho cái tứ đại này mà mất quân bình, cái nghiệp nó chen vô nó cho cái quả thời bình nhật, thì cái tứ đại này cũng nó cũng không được quân bình, thì nó đưa tới bệnh tật chứ có ai đâu. Có nhiều để cho nó quân bình để cái tứ đại mình để có những cái chứng bệnh, mà nếu không phải mà thuộc lại thứ dữ mà của nghiệp mà nó theo kèm thì mình vẫn có thể khỏe khoắn. Kính thưa Thượng tọa Lý Tông, thì trong cái vấn đề này con có quen với một vị sư, xưa vị như ông là sư Pháp Luân thì phải, ông đi tù bên Miến Điện cũng lâu lắm sư, đi mấy năm trời tu hành thì giữ Mỹ lại cái áo thì phát bệnh, phát ra ung thư. Rồi khi phát ra ung thư vậy, ổng mới ta kêu ổng đi bác sĩ chữa, thì ổng chịu, ổng nói giờ bệnh do nghiệp, bây giờ ổng không chữa, ổng hành liên tục, ổng hành thiền để ổng tự trị lấy. Nhưng mà sau vài tháng ổng chết ngắt. Thì như vậy thì cái cách cái hành thiền của ổng, làm như vậy, cái thực hiện của ổng như vậy để đưa đến cái chết như vậy, thì theo chuyên sinh này, phải nên hiểu như thế nào ạ? Ổng làm được có đúng hay sai ạ? Con không tính thiền. Nam mô Phật Thầy Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giá Kinh Người Chư Quý Vị. Mình là phàm nhân, khi mà bác sĩ mà nó khám ra nó mình ung thư rồi, nội cái tâm của mình nó dao động cũng đủ ấy để chờ đó mà hành thiền á. Chuyện đầu tiên là mình phải đi chữa. Đó. Chữa có thể nó không hết, nhưng mà nó giúp cho cái đức tin mình, tại cái tâm mình nó quật nó cả. Chứ mình hành thiền rồi mình nói đi hành thiền, nhưng mà cái tâm mình nó đau dao động vậy chưa chắc thì mà cái tâm mình ở trong cái đối tượng của thiền được đâu mà có năng lực, thấy không? Mà thường thường trong cái thời gian hoàn thường lúc trước á, cá nhân chúng tôi thì cũng có kinh nghiệm ở trong rừng trong đồi mà ăn uống thiếu thốn nhưng mà nó không có bệnh. Tại đó mình tạo thiền pháp nhiều hơn là các pháp, nhưng mà khi về tới đây là nó bệnh tới mình lui hoài. Tại tới đây để mình tạo thiền pháp nó ít lại, hoặc nó không có được quân bình. Thành ra cái đó là có nhiều cái chiều chuyện khó nói lắm. Nhưng mà cái quan trọng là nhiều cái ung thư đó nó có do cái gì nó phát sinh, chứ không phải ung thư lúc nào cũng do nghiệp. Cái ung thư mà do nghiệp là những cái sắc nào mà nó phát sinh do nghiệp thì mình bị ung thư cái sắc đó thì mình mới chắc chắn là nó là bệnh ung nghiệp.
Nhưng có những cái sắc nó cũng cũng nương nhờ vào vật thực rồi mình ăn bậy ăn bạ thì nó vẫn bị như thường hết, làm sao không bị. Nó cái chuyện có những cái chuyện mà mình phải đi bác sĩ để cho người ta dùng cái technique bây giờ người ta khám thì coi nó như thế nào đó. Rồi mình lúc đó mình mới tạo thiền pháp như thế nào, chữa như một phần, tạo thiền pháp một phần nó mới cái giúp được chứ. Chứ còn bây giờ mình cứ tạo thiền pháp không mà còn cái phần kia mình không có tạo thì nó vẫn mất mạng như thường. Chứ không có vậy đó. Nam mô Bụt Thầy á. Sao thú kính đường thượng tọa lưu tâm à, thì như vậy là cũng ông làm như vậy thì cũng coi như là cũng không đúng à, chưa có chính xác, đưa đến hậu quả là phải mất mạng. Và đó là cũng đây chúng ta thấy là cũng là vấn đề mà cần phải để ý nghiên cứu lại à, thì kính thưa sư, trong cái vấn đề mà một chúng sanh, một con người mà nó khi mà sanh ra làm người đó à, thì đã là một cái phước rồi, do cái nhân lành trong quá khứ được sanh làm người à, nhưng mà khi mà một người mà có cái phước sanh làm người như vậy đó, rồi thêm những cái phước khác nữa, họ được làm những chức cao trọng vọng này kia nữa, nhưng mà tại sao những người mà đã có phước lớn như vậy, vừa được sanh làm người tốt đẹp mà vừa được có chức cao trọng vọng mà sao lại ác quá chứ? Có những người như vậy nó lạ đó. Họ là một con người tốt đẹp sanh ra được phước báo đầy đủ, nhưng mà lại ác, lại làm hại bao nhiêu người, làm cho chúng sanh đau khổ, làm cho dân chúng điêu đứng vân vân. Thì đó là lý do như thế nào mà đưa đến cái tình trạng mà họ trở nên như vậy, và con cũng thánh sư. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, cái cách tạo phước của họ nó không quân bình. Mình tạo cái phước vật chứ mà mình quên tạo cái phước trí. Thành ra mình sanh ra đời mình không có cái trí, đừng tưởng rồi mình giàu đẹp trai mình học giỏi là cờ gỡ trí, không phải. Học tới đốc tơ đi nữa, vô minh nó vẫn học tới đốc tơ được như thường. Phải là phải có trí tuệ và học tới đốc tơ, thấy không? Thành ra cái phước mình tạo nó không có quân bình. Cái như thứ hai, có nhiều chuyện mình coi trong kinh rồi mình mới thấy tại sao nó mình gọi là không quân bình. Nhiều khi cái ông đó vào thời trước ông là người tào lao tào ma ngoại bà đạo, nhưng mà có cơ hội nào đó ông dân cúng vật thực đến bậc động giác, cái phước nó lớn lắm, nó thể mình sanh làm vua làm đồ là chuyện bình thường lắm. Nhưng mà cái người mà thiểu trí rồi đó, thì ra mình làm càng lớn thì cái tâm nó càng dễ làm ác lắm. Mình muốn chứng tỏ quyền quy cho người khác, mình ăn nói cũng thua người ta, mình làm gì cũng thua người ta, thì tự nhiên là nó phải chuyển hướng cái sự suy nghĩ của mình để cho nó sợ, thì phải làm bậy, phải trong tay có quyền để tha hộ làm bậy. Chứ không phải là mình nghĩ rằng cái người đó sanh ra đi giàu sang này kia là người có trí, không phải, hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Người có trí khác, mà người có cái phước vật nó khác, còn cái phước trí không có thì cái người sanh ra thường thường ở càng cái chỗ cao thì càng dễ làm ác nhiều hơn người khác thì vậy đó. Bởi đâu làm gì đâu có trí đâu mà suy nghĩ quán xét để biết cái này biết cái nọ. Thành ra khi mình tạo nó tạo cho nó đủ, thà mình yếu phước vật chứ không nên để yếu phước trí, nhớ chuyện đó. Mình sống ở đời ta để thiếu phước vật thì có thể thiếu, thì dù mình nghèo mình sống bình thường được, nhưng mà mình sống bình thường nhưng mình có trí đỡ hơn là mình giàu sang mà ngu, thấy không? Mình cứ nghĩ rồi, bây giờ giữa cái giàu sang mà ngu và giàu sang nghèo mà người có trí hơn, mình muốn cái nào ha? Mình phải có trí mình đi ra nó dễ hơn là mình giàu sang rồi mình thiểu trí chứ, phải không? Nam mô Bụt Thầy á. Sao thứ dạ kính trời thượng tọa lưu tâm. Thì theo như vấn đề như sư nói như vậy đó, thì một người mà có trí thì bây giờ muốn có trí thì phải làm thế nào, chứ một người bình thường ta không biết Phật pháp, bây giờ ta muốn tạo cái phước trí đó thì làm sao ta biết cách để mà ta làm cái phước trí, trong khi đó ngay cả những người học Phật biết Phật pháp đủ thứ mà còn chưa chắc làm được. Thì theo như sư vấn đề này thì mình phải hiểu cái vấn đề đó ra sao, là con cũng thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thường thường mình tạo phước cái nào dễ mình thích làm, cái nào khó mình không thích làm. Trong 10 phương pháp tạo phước đó, cái khó nhất là cần phải làm trước nhất đó, là cái thứ 10. Tức là cải chánh tri kiến, mà thường mình không có làm cái đó.
Ở cái xứ mà kiếm tiền kiếm bạc dễ giống như ở Mỹ rồi này kia em sụm đó, người ta lại càng không thích làm mấy cái đó, bởi người ta làm rồi có tiền nên người ta muốn làm phước, làm muốn đi ăn chơi gì cũng có, còn hơn cái thằng cha mà nó tối ngày nó đi chùa nó ngồi nó nhắm mắt lim dim mà nó không dám đi casino rồi chơi cho vui rồi này kia em sụp người ta không có khoái đâu, thấy không? Nên nó cái chuyện đáng làm mà mình không có làm. Cái chuyện thứ hai nó nên làm đó là hai cái phần kế đó, tức là thính pháp và thuyết pháp. Rồi những cái chuyện rất quan trọng đó là mình không có làm, mà mình làm mấy chuyện khác thường hơn, ví dụ như bố thí rồi trì giới cũng chưa chắc nữa, giữ giới mà lỡ hẹn nó chiều nay uống rượu thôi để mai mốt giữ cũng được. Mình ra có nhiều chuyện mình làm cái phước mình làm là trong 10 phương pháp tạo phước mình làm rất là ít, hay nói mình làm rất là ít chứ không phải nhiều. Hay là khi mình làm rất ít rồi tới chừng mình ở trong cái những cái môi trường mà nó tào lao chút là mình xuôi theo đó liền, chứ là gái được. Quỳnh cứ nghĩ một cái rung Phật Pháp á, thằng Tường vô leo nghe nhiều lắm là 50 mạng 60 mạng, nhưng mà Quỳnh vô mấy cái rung mà chửi lộn được 200 mạng cũng khó đó, cho quay giận rồi, thấy không? Thì hỏi như vậy thì làm sao mình nói mình có trí được, mình sanh ra có trí được đó. Chúng tôi thí dụ mấy lần đó mình đi ngang chợ mình gặp hai cô mà ẹo quá ẹo lại tay trống tay khuỳnh chửi nhau, mình đứng mình nghe say mê, cho đi ngang chùa nghe ông sư ông tiết đứng nghe một chút cái thiết gì khó khăn quá thôi khỏi à, đi luôn cái sức máy, thấy không? Là hai cái thứ nhất, cái thứ hai con người mình đó, người mình đó là cái tâm mà nó đi về các pháp nhiều hơn, dễ hơn cái thiện pháp. Bây giờ mình ra đường mình nghe người ta chửi với nhau mình nhớ đường nhớ nhanh lắm, còn vô đây tội nghiệp ngày trưởng lão chủ rung ngày dạy kinh vô cứu hoài, bây giờ không bảo đảm mấy người vô rung hàng ngày đó có thuộc được mấy câu đâu, phải không? Cái tâm mình nó vậy đó, đáng lẽ mình phải chịu huấn luyện, mình vô mình bắt buộc mà đây nước lệnh trong tuần này đó thì ngày dạy mấy câu rồi nhất là phải thuộc một câu đó rồi đó, nghe không? Đức Phật dạy chỉ có 84.000 pháp môn, là 82.000 kiến thức, 2.000 của các vị khác. Dân Việt Nam bao nhiêu triệu, mỗi người chỉ cần học một 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 pháp môn một pháp quẩn không mà mình cần, nghĩa là dân Việt Nam có mấy chục cái bộ tâm tạng rồi, thấy không? Mà mình đâu có làm showroom này cũng vậy đâu, nghe chơi chơi vui nghe qua rồi bỏ về nhà nằm ngáy thì nó nghe nó còn ông thấy êm dịu hơn là vô room nghe mấy ông sư cũng nói gì khó nghe quá. Nam mô Phật thầy ạ. Sao đó kính chào đạo lý Phật. Thì cũng cũng trong cái vấn đề mà sư nói về vô học mà học xong rồi ra quên không nhớ nữa. Thì theo như vấn đề thì cái này có phải là vô cái nghiệp của ông thầy không sư? Ông thầy ông đi dạy học mà dạy học mà học trò học không được không vô, học trò học không thuộc. Chẳng hạn như dạy dạy xong xuôi qua tuần sau hỏi lại quên trơn không ai biết gì hết. Thì cái này có phải do cái nghiệp của ông thầy xấu quá quá khứ nữa, ông làm gì nó giờ ông đi dạy không ai làm học nữa, hoặc là không ai học vô nữa. Thì vấn đề này theo sư bên bên nào ấy là đúng, và coi con lĩnh sư. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, cái nghiệp của người đi học chứ không phải nghiệp của ông thầy. Ông thầy ông có một cái là ông không có chỉ cái cách để nhớ rồi, nhưng mà cái nghiệp của người đi học là tại vì không biết cách nhớ. Thí dụ tại sao mình nghe người ta nói này kia ông sùm nó, thí dụ người ta chửi mình thì tại sao mình nhớ? Trong room này có người nào động tới mình xong rồi trước khi mình ra khỏi room mình nhớ hồi nãy nó cái thằng cà chớn nó làm mình vậy, đóng cái room rồi vẫn ngồi nghỉ 2-3 lần nó dám mình mặc về nó chắc tào lao nó mới dám chửi mình. Về nhà trước khi vô nhà trước khi mở cửa cũng nghĩ tên cái câu nó chửi mình, vô trong nhà trước khi làm thì phải nghĩ sáng trước khi bước xuống giường cũng nghĩ, mà nghĩ cái chục lần nhiều, mà nếu mà nó không nhớ thì chắc đem mình ra thiêu sống làm sao ấy được. Còn mình học Phật Pháp mình học trong này câu kinh vô xong vừa đóng rung là mình trả gửi email trả lại cho ông thầy rồi thì làm sao mình nhớ. Thì bây giờ quý vị phải làm ngược lại, mình học câu trong đó rồi mình đọc mấy lần biết, trước khi đóng luôn mình cũng đọc mấy lần, đóng luôn xong ngồi đọc mấy lần rồi mới đứng về làm gì làm, là cứ hãy đi chừng hãy rảnh tay rồi đọc lại
một ngày mà mình đọc nghe là một câu kinh Pháp Cú rồi mình làm một ngày 7-8 lần, ngày hôm sau 7-8 lần nữa. Mà nếu quý vị mà không nhớ không thuộc nữa thì tôi xin mời quý vị tới chùa Ngọc Đạt mà nhờ ông trụ trì ông tụng kinh Tu Sơ La Tham Ma cho, chứ làm sao là giúp được, thấy không? Đó là lỗi tay người đi học. Nam mô của thầy ạ. Rồi thì trở lại cái vấn đề mà có trí đó bác sĩ. Thì như sư nói về những vấn đề mà những người mà làm phước thiếu trí này gây sanh ra không có trí. Nhưng mà theo những vấn đề ở ngoài đời cũng gặp rất là nhiều người. Chẳng hạn như người ta đi chơi casino. Casino mà những người này nó rất là độc đáo, nó có những cái sự mà khéo léo, sự trí tuệ, nó phân tích, rồi nó nghiên cứu, rồi nó quýnh để nó có thể nó ăn được người khác, và nó biết được cái bài của người đó như thế nào, nó dùng cái sự suy xét. Hoặc là những người mà chuyên về võ thuật, người ta nghiên cứu những cái thế đòn, mà những cái mà bí ẩn, thì như vậy người đó có phải là người trí không chứ? Con cũng thỉnh vậy ạ. Nam mô Phật Thầy và kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, mấy người đó là không phải người trí. Mình nên nhớ cái điều đó, dù mình nó biết tới cùng trời phi tưởng mình quên đó. Ở nhà mình tính cách này cách nọ làm nó ra bạc triệu cũng là vô mình hết, chứ không phải trí đâu. Thầy nhớ cái đó em. Trí thứ thiệt nó tới 70 mấy loại mình không ấy rồi thì thấy. Nhưng mà trí mà mình cần thiết mà mình kêu bằng nghĩa là đứng đầu các loại trí đó, tức là trí thấy được tứ thánh đế. Mà cái trí đó nó muốn có cái đó là phải bắt đầu đi từ cái trí biết nhân quả, thì lấy cái trí tin vào nghiệp cái này kia nó đi lên. Còn cái đó không, còn cái trí mà mình đến cái chuyện mà đi casino đi ăn cái đó không phải cái đó vô mình nó tính vô chứ vậy đâu. Vô mình hết á. Vô mình đừng có nghĩ rằng cha vô mình nó là nó cà chớn, nó ngu, nó khôn vàng trời luôn. Nghĩa là nó biết tới cung trời phi tưởng nè. Trong khi mình cái vô minh của mình nó vẫn còn yếu đó. Mà mình chỉ biết cái chỗ nở, ví dụ ở Mỹ chỉ biết sơ sơ cái tiểu bang mình nở thôi, chứ chưa chắc biết chỗ khác nữa. Trong khi mình nó biết nó lên cung trăng được mà. Thấy không? Nó thật sự ra không có tính cái gì tính đó. Không ngoài vô minh đâu, bởi vì sau khi mình tính rồi thì cái gì phát sanh. Đó. Mình được á thì tham phát sanh, mà mình vô casino mà thua thì si phát sanh, sân phát sanh. Vô minh viên hành là vậy đó. Hành trong tám tâm tham hoặc đành trong hai tâm sân chứ có ai đâu. Cái đó là vô minh nó làm được rồi, quên đừng có sợ với cái đó. Còn mình làm thế nào đó, mình biết Đức Phật dạy những cái danh sắc là gì, ngũ uẩn là gì, 12 xứ là gì, 18 giới là gì, 22 quyền là gì, đó cái đó mới là chuyện thật sự phải làm, và cái chuyện nó cần phải có trí mới biết được, chứ vô minh thì nó dối không tới. Nó mô với thầy á. Như nãy sư nói về vấn đề mà nghe kinh đó, khi một người mà nghe kinh thì nó phát sinh ra nhiều cái vấn đề. Thứ nhất là có người nghe thì phát sinh cái tâm được bình thản, được an vui. Có người nghe thì lại phát sinh buồn chứ. Nghe có nhiều người nói nghe kinh thì buồn quá. Nhưng có nhiều người nghe kinh lại hoan hỷ. Thì cái vấn đề này mình phải nên hiểu như thế nào, cũng là một bài kinh đó mà có người bị vậy, người bị khác. Con cũng lĩnh chưa. Nam mô Phật Thầy và kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Mình nghe kinh mà mình phải hiểu cái cá tánh của mình. Cá tánh của mình nó phải thích hợp một số cái loại những bài kinh như thế nào. Chứ không phải là mình thích cái vô cái mình nghe. Cái đó là nó không có giúp được nhiều. Cái thứ hai đó, thường thường nó mình tổ chức thánh pháp rồi này kia, mình tổ chức cái giờ. Thành ra nhiều cái người họ vô họ cũng không có thích thú trong việc nghe nữa. Bởi vì cái chữ mà đúng thời tiếng pháp hay đúng thời nghe pháp đó, là khi nào mình có vấn đề gì đó là mình phải tìm đi gặp ông sư tới mình hỏi liền, người mà có thể giải thích được cho mình đó, những người ông sư hoặc những người có học pháp đó.
để mình giải thích, rồi sau khi giải thích để cho anh thông xuôi rồi mình sẽ có khả năng mà hạ thủ công phu đó, tức là đưa tới pháp hành đó, thì cái đó mới là đúng thời nghe pháp, phải đúng thời làm luận pháp, chứ không phải tới giờ đó mình vô coi bữa nào rảnh coi ông giảng đúng thì mình nghe, còn ông đúng thì mình ngồi mình nghe ngáp ngáp đó, thì làm sao hồi không buồn được. Bởi cái chuyện mình muốn biết ông đâu có giảng, bởi đa số ở đây tổ chức là ví dụ ngày đó giảng về Trường Bộ Kinh hay Trung Bộ Kinh này, mà vô trong cái chùa đó chỉ nghe cái bài kinh đó thôi, chứ họ đâu cho mình, đâu có thời giờ đâu để mình hỏi tới lui, thấy không? Thành ra mình phải dựa vào những cái gì đó, mình bị trục trặc cái gì là mình phải đi tìm cái người có khả năng giải thích hỏi liền để mình hạ thủ công phu, để mình làm cho nó sáng tỏ hoặc là làm gì đó, thì cái đó mới là đúng thời nghe pháp. Bởi mình nghe xong mình hiểu được, mình giải thích được một số vấn đề, đúng thời đàm luận pháp là tại vì mình đàm luận đúng cái điều mà thích hợp để cho mình có khả năng mình có pháp học và pháp hành một lúc đó, thì cái đó nó mới giúp được. Nếu còn bây giờ mình đi theo, nhiều khi họ không muốn đi chùa mà người có người rủ rủ đi đi rồi nghe xong ông sư này ông ở bên Ấn Độ hôm qua ông thuyết không, nghe xong rồi mình đi shopping cũng được, cũng còn kịp, thì sau rồi mình nghe nghe mà trong khi cái đầu nó nghĩ là hôm qua có báo rồi nó bán cái đó rẻ quá, giờ mình cho theo cái ông này mà hai cái bà này mình ngồi nghe báo xong ra chắc nó xe mất rồi, em dùng này nghe nghe càng nghe càng tức cái trơ, ông sư gì mà thuyết dài theo tới không nhận ông mẹ lên rồi chút, thấy không, thì làm sao mà nghe pháp rồi có kết quả được đó. Anh thấy mình muốn nghe pháp kết quả không phải dễ, bởi vì chị nên học cái thần giáo của Đức Phật đó, ngài biết cái ông đó cần cái gì ngài mới nói cái điều đó thôi, chứ điều khác không nói. Mà khi hỏi ngài, ngài cũng không trả lời, nếu có sự trả lời ngài đưa tới sự vô ích hay là đưa tới cái sự hiểu lầm, ngài cũng không trả lời. Còn mình cái lầm ráo nghe vô là bắt đầu dớt lời Phật, câu Phật ngôn nào giảng, ai nghe được nghe không được thì thôi, thì làm cái người nghe chắc chắn là không được nhiều cái lợi ích đó. Đáng lẽ người nghe pháp phải nghe nhiều lợi ích, nhưng tôi nói cho trên rung thì cũng mấy lần đó. Bởi người nghe pháp có khả năng trong lúc nghe vẫn đắc đạo quả như thường, trong khi người đang thuyết không có khả năng đắc đạo quả trong lúc thuyết. Bởi vì coi trong kinh điển rất nhiều, nghe xong rất nhiều người đắc đạo quả, nhưng mà nhiều khi người thuyết không có đắc gì hết, là như vậy. Thành ra người luôn luôn là cái người biết cách nghe pháp nó vẫn luôn luôn phát sanh lợi ích nhiều hơn. Còn người không biết cách nghe pháp thì giống như mình nói nghe xong rồi buồn, phải về mình ở nhà mình nãy giờ chắc mình vô mình coi được cái trận đá banh lại ngồi đây nghe nghe chi vậy, thấy không? Thì không buồn sẽ được. Đó là do cái cá nhân của người đó, chứ không phải do pháp do gì đâu. Đó, con cô này nghe xong còn khóc nên nó mồ với thầy á. À, sao tới giờ kính trơn Thượng Tọa Lưu Tông. Dạ, quý vị dân hoa cúng dường Thượng Tọa Lưu Tông, quý vị để kiếm phước báo cho em, kiếm phước trí này, mốt sanh ra là luôn là người có trí. Dạ, sao tới. À, thì trong cái vấn đề mà đi nghe pháp mà phát sanh sự buồn ngủ đó thôi. À, thì mặc dầu người ta có cái tâm đi nghe pháp thật sự, nhưng mà thấy vô ngồi nghe mới tụng chút xíu kusala thăm ma vậy là họ ngồi họ uống ngáp rồi. À, thì như vậy là mình có cách nào để mình trị được những cái cơn bệnh mà khi mà bước vô trong chùa ngồi nghe pháp thì chưa đầy 5 phút đã muốn buồn ngủ. À, thì cái này do nguyên nhân nào mà giờ muốn trị dứt nó phải làm cách nào, là con thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Ở bên Thái ở Miến Điện nó có vô chùa sân chùa nào nó gọi cái lan thâm, tức là cái chỗ ngồi để nghe pháp đó, có thể là gốc cây bồ đề hay là gốc cây đa gì vậy, dần dần vậy đó, để mấy cái ghế với cái đó ngồi. Thì khi nào có người vô ngồi đó thì ông sư ông biết, ông sư nào ông ở gần đó ông biết ra ông ngồi để coi có cần Phật tử cần hỏi gì không. Vì cái đó mới làm cho người ta đỡ buồn, ngồi bớt buồn ngủ, tại vì người ta cần biết cái chuyện đó. Chứ còn bây giờ mình vô chùa mình nghe ông sư thuyết hay, nhưng mà ông thuyết cái đề tài đó có thể cao quá thì mình nghe mình cũng buồn ngủ, mà ông thuyết cái đề tài thấp quá mình nghe mình càng buồn ngủ thêm, thấy không? Bởi cái khả năng của con người đó nó đâu có bằng nhau hết, nhưng mà ông sư thì ông thuyết theo cái chương trình đã định sẵn rồi,
Đó, thành ra nhiều người không thích nghe pháp là vậy đó, bởi vô chùa nghe không phát sanh chỉ lết, mà nó đưa tới những cái phiền não nó nhào vô để nó kiếm chuyện dùng đó. Bởi vì phiền não mà nó thấy mình có gạo nào mà nó vô nó kiếm chuyện mình là nó khoái lắm, nó vô nó kiếm chuyện đó. Thành ra tốt nhất là mình nên giống như chúng tôi nói nãy, là khi có vấn đề hoặc muốn nghe pháp gì đó, đi thẳng về chùa hỏi ông sư chuyện đó thôi. Mà mình nghe mình muốn biết cái chuyện đó vậy mà mình nghe để mình ngủ thì chắc là ông sư không tiếc hay quá hay rồi đó. Thấy không? Thành ra mình như vậy thì mình mới tránh được cái chuyện mà ngủ đó. Chứ không phải là cái con người mình, cái tâm mình khi mà tại sao mình gọi là buồn ngủ, cái tâm thỉ nám với thá đó là nó không có khả năng nó bắt đối tượng một cách rõ ràng. Thì cái trạng thái mà bắt đối tượng không rõ ràng vậy đó, mình nói là buồn ngủ hay là gì đâu, không phải, không phải hai cái tâm trở đến đâu, nó không có buồn ngủ đâu. Nó trình diện nhanh nhưng mà nó buồn ngủ lúc nào. Nhưng mà một tâm sở là nó làm cho tâm không có khả năng bắt lấy đối tượng, còn một cái tâm sở khác nó làm cho tất cả tâm sở đi đồng sanh nó cũng không có khả năng bắt lấy đối tượng một cách rõ ràng. Thành ra nó cái tâm vậy rồi mình dịch theo đời là hôn trầm thì miên là buồn ngủ, chứ là cái tâm với tâm sở nó có buồn ngủ. Ngủ là cái trạng thái của thân của hai tâm sở đó. Đó. Thành ra mình nên khi nào cần là mình nên ấy, không cần thì mình có thể mình tìm trên net đó, những bài kinh nào mình thích thì mình học cái đó thôi, hay là mình đọc cái đó, hay là mình tụng cái đó thôi. Chứ đừng có nghe người ta nói ở bài kinh nó hay lắm, tụng nó linh, cái mình tối ngày tụng hoài, tụng càng buồn, càng tụng càng tươi sân thì làm sao mà linh được. Đó, tại nó học Phật pháp cũng phải có cách chứ còn không là khó lắm. Mình không có đạt tới kết quả giống như mình mong muốn đâu. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sao thú. Dạ, kính thưa thầy Phật tử tâm. Dạ, cái này cũng không phải chuyện dễ. Dạ, bởi vậy thấy mình nghe pháp học pháp nó khó để mà tiếp thu được. Dạ, cho nên vấn đề mà như sư nói mà nghe mà để mà giác ngộ để chứng đắc được đạo quả. Thì cái này nó lại càng khó hơn nữa. Thì kính thỉnh sư quan nghĩ giải thích nghe làm sao để mà có thể đắc được đạo quả. Bởi mình nghe là nó thuộc về lộ ngũ môn, mà dù mà đắc đạo quả thuộc về lộ ý môn. Thì vấn đề này, hai cái này mình phải làm thế nào, trong khi đó có người đi nghe cái đắc liền thì phải nên hiểu sao. Là con cũng thỉnh sư. Nam mô Phật Thầy. Dạ, kính bạch Chư Tôn Hiền. Dạ, kính thưa chư quý vị, tại vì khi mình nghe đó mình ít có cái sự hiểu biết về Phật pháp, mình nghe mình chỉ nghe chế định mà thôi. Còn mình muốn đắc đạo quả hay là muốn thấy cái pháp mà cao thượng đó là mình nghe mình phải bắt được cái thực tính pháp. À, thực tính pháp. Thành ra thí dụ mình nghe cái câu mà ngài A Sa Chí nói với ngài Sariputta đó, về tâm ma hệ tụ bà hoa đó, mình nghe cái kiểu mà tất cả các pháp do duyên sanh không bao giờ mình đắc đó, bởi đó là chế định. À, còn ngài sao tại ngài nghe, tại sao ngài đắc là tại ngài cái tâm ngài có sở mắt bắt được cái thực tính pháp, tức là khổ đế có nhân là tục là tập đế. Thì nghe nói chứ tập đế là ngài biết là tâm trở tham mà, đúng không? Còn mình phục cho tới đầu bạc rụng gần hết tóc mà chưa biết thì làm sao mình nghe rồi mình có thể mình đưa tới đó được. Còn sẽ dễ người tuyết đang tuyết mà không rắc được, tại người đang tuyết là để dùng chế định pháp chứ không thể dùng thực tính pháp được. Bởi vì thực tính pháp không thể diễn tả bằng ngôn ngữ, mà ổng đương thuyết mà ổng thấy cái thực tính pháp làm sao ổng nói được, ổng thuyết nữa. Tại nó cái tâm ổng luôn luôn ở trong chế định pháp thì nó không thể rắc đạo quả trong câu thuyết là vậy. Còn cái người nghe, ta nghe đó, ta ngừng lại để ta quán xét về cái thực tính pháp của cái lời nói đó. Ví dụ nhân thương ông nói tới ngũ quẩn gì đó thì ta bắt được cái thực tính pháp đó là cái người nghe đó là có khả năng thấy được. Bởi vì thực tính pháp nó có sanh diệt, mà thực tính pháp thường nó không là danh, nó là sắc. Đó, thành ra mình bắt được cái đó thì mới những cái tuệ của minh sát nó mới phát sanh được chứ. Chứ còn mình nghe một cái theo chế định pháp không làm sao mình thấy được cái gì đâu mà đắc, phải không? Đó, cái khó là vậy đó. Thành ra mà muốn nghe mà được bắt được định pháp là cũng học trầy di tróc giải chứ đâu phải dễ đâu, phải không?
thường thường mình không không thấy thật cái thực tính pháp, cũng như không phân biệt được chế định pháp, định pháp ra mình nghe mình khó đắc là vậy đó. Ví dụ như mình đọc cái câu là sổ mà nát sợ cái tăng điếp thị cái tạ sổ mà chứa tăng à sẵn cái đi căng này. Thường mà vô chợ chỉ vô chợ nói theo dân miền Bắc đó, thì làm sao mình thấy được cái gì, phải không? Cái đề là vậy đó, nó không quay dễ như mình tưởng đâu. Thành ra mình phải học cho tới khi mình phân biệt được cái đó, là mình nói một ly mà mình bắt tính báo thì mình quán. Do đó thì có thể có khả năng để thấy. À, kính đường thượng tọa lưu. Tính phá thì lúc đó mới có thể đắc đạo quả được. Tùy theo cái pháp học của mình là một, cái thứ hai, cái ba là mật trong tiền kiếp mình như thế nào. Thành ra khi mình niệm vậy đó vẫn có khả năng đắc đạo quả được nha, tùy theo cái niêm yết nó phát sanh. Có thể đắc thiền, có thể đắc ngày giờ đã hơn được, mà hoặc là có thể đắc đạo quả được là vậy. Nhưng mà đa số mình ăn thường mình học á, ngay cả mấy giảng sư thuyết pháp vậy đó, là dính vào chế định nhiều, thành ra cái tâm nó tủ nhại, cái trí tuệ nó chưa đủ năng lực để nó xỉa cái thực tính pháp được, chứ không có gì đó. Nên ngay cả mình thường ngày mình làm như vậy đó, thường là dính vô cái chế định pháp, tại từ nhỏ lớn mình theo cái thực tính pháp mình dính vô hoài, dính riết thì nó thành một cái chất keo nó dán mình vô đó, rồi mình khó nhìn được cái bề trái của nó lắm. Bề trái đó là cái thực tính pháp. Thành ra những cái sở dĩ mình tụng Bali thường là nó có nhiều cái lợi, là từ tiếng Bali đó nó là một cái loại ngôn ngữ có thể có thực tính pháp, có thể có một nửa thực tính pháp, và có thể không có thực tính pháp cũng được. Chỉ ngôn ngữ Bali là ngôn ngữ duy nhất có được cái điều kiện đó thôi. Chứ đa số ngôn ngữ đời thường là chỉ có chế định pháp thôi, chứ không có diễn tả được thực tính pháp. Là một cái thời gian sao thôi kính trường thượng tọa lưu tông, như sư trình bày về vấn đề mà thực tính pháp á, thì theo thấy là cái vấn đề vừa thực tính pháp mà vừa chế định, hai cái này nó làm cho người ta lấn cấn rất là nhiều, ít khó mà nó nhận định ra được vấn đề này. Thì nhất là những người mà đi hành thiền về trong các trường thiền thì nó vấn đề một chẳng hạn như họ đi kinh
bước có đụng ngồi đạp. Từ tư pháp trong khi đó rồi đụng xuống mình nếu bước, tức là cái tâm lúc đó có cái niệm quan sát cái chuyển động của cái gọi là bước thì mình mới thấy được cái gì chứ. Đó, ví dụ như phòng xẹp vậy đó, phòng xẹp vậy đó, hồi chúng ta ở trường thiền ngày Ma Chi chúng ta hỏi thiền sư đó, tôi nói quan sát, sự hỏi quan sát chứ không hỏi niệm 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 phòng, niệm phòng ngoài sư bà, nhưng mà quan sát cái trạng thái phòng lên để làm gì. Thì ông thầy sư cũng trả lời câu ngắn ngủn rồi, diệt tà chá qua vô tha tụ, thấy trạng thái chuyển động của chất gió, vậy thôi, thấy không? Chứ họ đâu có nói giống như nhiều người đi vô đó ra hành ra nói ung sụp này, đâu có. Ông thầy Dương đi nói câu sư nhắn tắt vậy thôi. Tức là từ xưa giờ mình nhận cái bụng là đặt rồi. Đó. Mà sẽ giờ mình nhận cái bụng là tại vì mình không có khả năng về sắc pháp. Mình biết sắc pháp, mình biết trà tụ lắc hà nạ rồi này kia, mình mới thấy được cái đó. Khi mình nhìn, mình quan sát, không phải quan sát bằng cách là phòng ngài sẽ vào quan sát cái trạng thái vận động, mình mới thấy được thực tính pháp chứ. Thấy không? Bởi lúc đó mình mới buông được cái chế định pháp. Còn khi cái tâm mình nó dẫn níu chế định pháp thì mình thấy thử tính pháp được. Cái thứ nhất, cái thứ hai mình nổ cái niệm, cái sự quan sát mình nó đã trật lất rồi. Phải không? Thành ra phải học cho nó chín chắn, học cho nó hiểu mà dùng là lâu ra xài liền á, chứ đừng có phải suy nghĩ. Chứ không, ông thư không biểu mình niệm mình dở gì, không biết mình quan sát cái gì để cho nó thấy này thấy nọ, nổ cái tâm mình suy nghĩ gì không, mình cũng đủ hết giờ rồi, nó mô thật. Dạ, xa thú, dạ, kính trần được tâm. Dạ, thì nhưng mà theo vấn đề này, con xin hỏi thêm sư đi sâu một xíu. Giờ một người quán thì phòng xẹp thì một vị thiền sư nói hay quán chất gió. À, thì giờ họ khi họ phòng lên nó xẹp xuống họ niệm gió thì như vậy có phải là họ bắt được cái thực tính pháp không sư? Dạ, lên cung thỉnh sư. Nam mô Bổn Thầy Gia Na Bạch Chư Tôn. Dạ, kính thưa chư vị, không phải mình phải học về sắc pháp, về cái mục gió đó, gió về sắc pháp đó, để mình biết gió nó có sáu loại, gió đi lên đi xuống, gió đi ngang đi dọc, gió thì ông sụp đó. Đó. Thành ra khi phòng mình chỉ quan sát cái điều kiện liên quan tới cái sự phòng mà thôi, thì mình mới thấy cái thực pháp là chất gió chứ, là cái chuyển động chứ, thấy cái chuyển động đó chứ. Nhưng mà thường thường mình thấy chuyển động mà mình không có nghĩa là không hiểu đúng mức á, còn thấy cái chuyển động đâu mình tưởng đâu cái hơi gió nó vô bụng, nó là bụng phòng ra, đa số là cứ hiểu vậy làm sao thấy được cái gì. Nên nhớ quán phòng dẹp không phải quán về hơi thở, mà quán sự chuyển động của chất gió nó có trong ấy, chất gió nó phát sinh do tâm, chứ không phải là chất gió đó ấy. Bởi tâm nó 70-75 loại tâm là phát sinh chất gió đó, thì một trong những cái tâm nó làm cho cái chuyển động đó đó, mình chỉ quan sát để mình thấy cái đó. Thấy cho tới khi nào mà cái tâm mình nó buông được cái chế định pháp, mình mới thấy là đó là cái thực tướng pháp là cái gì. Mà lúc thấy cái đó là chỉ mình biết thôi, chứ mình không thể nào mà diễn tả, cũng không thể nào mà người ta mình nói để người ta hiểu được. Bởi khi thấy thực tướng pháp là chỉ có người thấy nó biết cái đó là cái gì mà thôi. Thành ra người hành thiền mới cần pháp học là dễ thấy để biết nó là cái gì. Đó. Ví dụ như Vinh nói giờ mình phải vô mình trình pháp với ông thầy. Bây giờ mình ăn cơm no, mình vô mình hỏi ông thiền sư, hỏi xin thưa thầy tôi no chưa, là ông thiền sư trả lời sao gì kỳ vậy, phải không?
rồi mình phải học cho nó đúng mức đàng hoàng thì mới quan sát được để thấy được tính pháp, còn nếu học chưa tới nơi không có không thấy đâu. Nam mô thầy ạ. À sao đâu chính được đạo lý đâu à, thì khi mà họ niệm phòng xẹp vậy thì cái sự chuyển động của cái bụng á nó làm cho cái bụng căng cứng ra à, thì khi mà căng cứng ra thì có một số người đó nói đó là thuộc về đất à, tôi quán như lúc đó không có gió nữa mà nó nói là đất thì tôi quán cái sự cứng mà cho là đất à, rồi cái sự mà, à, chuyển động hơi thở người ta cho là gió, thì lúc đó những cái người ta niệm người ta ghi nhận như vậy thì như vậy không ạ, là con cũng tính được. Thầy gia kinh bạch chư tôn thì dạ kính thưa chư quý vị, mình quan sát trạng thái di động của chất gió mình thấy nặng nhẹ thì thấy cứng mềm là cái đó trật đất rồi. Đó kêu mình quan sát cái chuyển động của gió, tức là chỉ quan sát cái trạng thái của gió, tức là di động, di động mà thôi, chứ còn quan sát khác là trật. Anh ta đừng có nói là thấy cứng mềm gì không có đâu, đó cái đó là quan sát trật đất rồi, chỉ một chuyện thôi. Đó, quan sát tới là chỉ một cái chuyện nào liên quan tới cái đó là thôi, chứ còn quan sát cái khác là trật. Nam mô Phật thầy. À sao lắm nhưng mà cái trường hợp mà người ta thấy cứng thiệt, chẳng hạn như người ta thấy bụng căng cứng thì đó là cũng là sự thật chứ, đó cũng là pháp thực tính. Rồi chẳng hạn họ đi họ dơ chân cái họ bước xuống, thì khi mà bước xuống thì họ cảm thấy cái chân nặng trị xuống, thì như vậy có phải là thực tính pháp hay không chưa? Dạ con tỉnh chưa? Nam mô Bụt Thầy và kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, mình thấy thực tính pháp ở chỗ mình đang quan sát trên qua cái chỗ khác, mình nhớ thấy chỗ khác. Vì cái trạng thái chuyển động mà mình gọi là bước nó khác, mà cái nặng nhẹ là đó là cái đối tượng khác rồi, mình không thể quan sát từ cái đối tượng này qua đối tượng khác, mình phải theo dõi một đối tượng cho nó thuần thục cái đã, bởi vì tâm nó sinh diệt nhanh lắm, mình bỏ cái là nó đi qua bao nhiêu chuyện rồi. Thành ra cái người mà đương đi bước à dở à đạp à rồi té à ngã à rồi này kia là trật lất, hoặc là thấy nặng nhẹ là cũng thật không có đúng đó. Chỉ quan sát được cái trạng thái chuyển động mà thôi, còn mình quan sát cái tâm mình đi ra ngoài cái trạng thái chuyển động, tức là mình đã quan sát sai đối tượng, sai thời sai chỗ, thành ra cái đó xài không được. Năm một thời á. À, xong xà thôi, à, kính thưa thường lưu tâm. Thì để trở lại vấn đề hơi thở à, thì người ta thường hay trong sách nói là hơi thở phát sinh là do tâm. Thì mình phải chứng minh như thế nào, có nhiều người ta không đồng ý cái này đó. Nó nói hơi thở là oxygen, là chất không khí này đi vào. Thì hơi thở phát sinh do tâm thì cung thỉnh sư giải thích như thế nào là hơi thở phát sinh do tâm ạ. À? Dạ, cung thỉnh sư. Nam giả kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, nếu mình không quán cái hơi thở phát sinh do tâm, cái hơi thở mình đang quán đó là cái hơi thở dùng để hành thiền chỉ mà thôi. Nên nhớ cái hơi thở nó có năm chuyện để nói: hành thiền chỉ, hành thiền thân quán niệm xứ, hành thiền thọ quán niệm xứ, hành thiền tâm quán niệm xứ và hành thiền pháp quán niệm xứ. Thành ra khi mà mình nói mà mình quan sát cái hơi thở mà, nghĩa là do cái hơi thở từ ngoài vô đó, cái đó là mình đi sai đường nữa. Tại lý do là mình quan sát để mình thấy thực tính pháp, chứ mình không quan sát để mình được đắc thiền. Nam mô Bụt Thầy á. Một Phước Thai Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, con xin đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu ạ. À. Kính thưa sư, à, quán thực tánh pháp hơi thở vô ra có phải cũng là quán trạng thái chuyển động chất gió
Dạ, trạng thái nóng lạnh, chất lửa không thưa sư. Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tổ mẹ, dạ kính thưa chư quý vị. Cái đó không phải đâu, mình quan sát đó phải dựa vào chỗ mà mình đang làm cái việc quan sát đó. Theo giống như chúng tôi nói là theo thiền chỉ, theo thiền quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, mỗi cái nó khác nhau, chứ không phải lúc nào nó cũng giống cả. Dù là quan sát hơi thở, quan sát cái chất gió, mình dùng hơi thở cho nó dễ, chứ quan sát cái chất gió nó có nhiều chuyện để nói, chứ không phải một chuyện đâu. Mấy cái đó là phải gặp thiền sư để trình pháp rồi nói giống. Chứ còn bây giờ quý vị hỏi chúng tôi chỉ quý vị mai mốt trở thành hành giả họ tôn, nó không ai chịu trách nhiệm đâu. Nam mô Bồ Tát. Dạ. Dạ, con kính lễ sư Lữ Tông, và con kính lễ Thượng Tọa Trí Đức, và con kính lễ quý tôn đức trong đạo tràng mà con không được biết. Dạ, thưa cảm ơn trần đạo đã cho biết nghe rõ. Dạ, thưa con có trong một cái buổi dự ở lớp học của Vinh Kinh ở trong cái đạo tràng này, thì con có nghe Vinh Kinh có đưa ra ba cái câu hỏi gì đó. Thì là thứ nhất là thiền, trong thiền có thiện hay không, và trong thiện có thiền hay không. Thì cái câu đó là cái câu hỏi hay là câu đố gì đó mà Vinh Kinh nói thì con không nghe rõ. Thì Vinh Kinh có trả lời rằng là thiện thì không có thiền là đúng rồi, con nghĩ nó cũng là điều đúng, nhưng mà thiền thì có thiện thì con thấy nó cũng là con sao sự suy nghĩ và học hỏi con thấy nó là đúng. Bởi vì tâm thiền, cái tâm mà tạo nên thiền đó, cái tâm thiền đó, thì nó có những cái là toàn là pháp thiện không, là 35 pháp thiện, thì toàn là pháp thiện không, thì trong thiền thì dĩ nhiên là nó có thiện rồi. Và con thấy cái câu này nó cũng không gì. Và trong cái câu thứ hai là cũng đặt ra vấn đề là tâm có sắc hay không và sắc tâm hay không, thì là Vinh Kinh nó trả lời rằng sắc là sắc, tâm là tâm, tâm không thể có sắc mà sắc cũng không thể có tâm. Cái câu hỏi này của con thấy con sao sự suy nghĩ và học thấy của con, học biết của con đó, thì tâm với sắc là nó phải đi đôi với nhau. Trong tâm có sắc và trong sắc vẫn có tâm được. Nếu mà sắc không có tâm thì sắc nó nằm một đống ở đó, nó còn hiểu biết trời đất gì nữa, nó chỉ là tứ đại thôi. Sắc mà không có tâm mà không có sắc thì làm sao mà là cái người sống được. Cho nên là con thấy sao sự hiểu biết của con thì cái câu trả lời như thế, mà tâm có sắc, tâm là sắc, tâm là tâm mà sắc là sắc, thì con thấy câu hỏi này nó trả lời như thế không không đúng. Bởi vì mình học kỹ chút thì mình sẽ lên cái lộ sắc, thì mình thấy rõ ràng rằng cái thức mà đi tái sanh là tâm. Thì ở trong cái tâm tái sanh đó, cái thức tái sanh đó, nó có sắc nghiệp, có sắc tái tục và sắc nghiệp vân vân, thì dĩ nhiên là tâm nó phải tâm nó có sắc ở trong đó, nó mới đi đầu thai được, nó thành mới thành một chúng sanh mới được. Vân vân. Và một cái câu thứ ba nữa là tà kiến có tham hay là tham có tà kiến hay không, thì Vinh Kinh trả lời rằng tà kiến thì không có tham. Thì cái phần này con theo sự riêng hiểu riêng của con thì con cũng thấy rằng nó là đúng, tà kiến thì không có tham. Bởi vì sao? Sở hữu tà kiến mà nó đi với tham, tham nó đi với sở hữu tà kiến thì là nó có tà kiến, nhưng mà nó đi với ngã mạn thì tham ngã mạn thì không có tà kiến trong đó. Và Quỳnh Kinh trả lời là tà kiến thì không có tham,
Và cái phần sau thì Vinh Kinh trả lời rằng tham tới đâu thì tà kiến tới đó. Và con thấy rằng cái câu theo sự hiểu biết suy nghĩ của con thì con thấy rằng tham thì có thể có lẫn lộn rằng sở hữu tham thì nó không, sở hữu tham nó đứng riêng một mình nó thì nó không, cũng không có tà kiến và nó đi đôi với tham. Thì mà luôn luôn là tham thì luôn luôn phải có tâm tham, thì luôn luôn phải có cái sở hữu tham và sở, hoặc là sở hữu tà kiến, hoặc là sở hữu ngã mạn, thì là tham. Nhưng mà nếu mà sở hữu mà tâm tham mà nó tự một mình nó thì chắc là không có, là không thể là nếu mà tham mà với tà kiến thì tham mà với ngã mạn thì là không có tà kiến trong đó. Cho nên là câu trả lời mà tham tới đâu tà kiến tới đó thì con nghĩ rằng nó cũng không có được đúng lắm. Theo sự học của hỏi của con thì con thấy nó không đúng lắm. Dạ, con đã trình bày ba câu hỏi mà của Nguyên Kinh trong nói trong cái lớp học như thế, thì xin ngài trả lời và xin ngài giúp cho con được hiểu rõ thêm với cái câu trả lời của Nguyên Kinh như thế là nó có đúng hay không. Và sau đó thì con xin sau đây con xin chuyển mic đến ngài Lễ Hữu Tông, xin ngài từ bi giảng dạy. Dạ. Nam mô Bổn Thầy và kính bạch Chư Tôn hiện dạ, kính thưa cho quý hỏi kiến thì chúng tôi thì chúng tôi cũng trả lời không có được, lý do là chúng tôi không có ngồi trong cái buổi đó nên không biết họ nói trong trường hợp nào, trong cái trạng thái nào. Giữa sắc với tâm đó thì tùy theo cảnh giới nó cũng khác nhau rất là xa. Cung trời phi tưởng phi cung trời vô tưởng thì sắc nó ở mình, nó không ai liên quan gì tới tâm cả. Còn ở cơ trời vô sắc thì chỉ có tâm chứ không có sắc gì đó, chỉ có ở cõi ngũ uẩn mới có đủ, nhưng mà đủ theo cái điều kiện chứ không phải là lúc nào cũng đủ. Là liền văn tắc kệ đó. Cái thứ hai, có những cái chuyện mà mình phải giới hạn cái điều mình nói lại, chứ còn nếu mình nói chung chung với tâm ấy là kia sợ đó. Thực sự ra tâm không có tâm tham. Cái chữ Pali là lô phá mô lá chi tạ, tâm phát sanh do căn là tham, chứ tâm tham thì không có. Nên nhớ chuyện đó, mình nói không phải lý mịch cái, mình phải giới hạn cái nghĩa của cái điều mình nói. Còn tâm sở nó có thể nó đi nhau nhưng nó không phải là một. Ví dụ tâm sở tà kiến với tâm sở tham nó có thể nó đi chung trong một cái loại tâm nào đó, thì nó loại nó đi chung trong cái loại tâm phát sanh do căn tham thì có, nhưng mà nó là hai cái độc lập giống như với nhau chứ nó không phải là một. Dù rằng mình thấy nó đồng sanh với nhau như vậy nhưng mà nó là hai cái pháp khác nhau chứ không phải là một, tương tự cho những cái chỗ khác nè. Xin được đóng góp vắn tắt vậy thôi. Nam mô Bổn Thầy ạ. Dạ, con kính tri ân ngài đã giảng dạy và con xin lỗi Vinh Kinh, con sám hối, xin lỗi Vinh Kinh, con đã đưa cái vấn đề này lên khiến cho có thể Vinh Kinh mất mất lòng. Dạ, con xin kính tri ân ngài và xin lỗi Vinh, sám hối đối với Vinh Kinh. Dạ, kính tri ân ngài. Dạ sa thúc con ơi, xin đọc câu hỏi của La Vi ạ. Kính thưa sư, chữ tánh biết nghĩa là gì?
có phải ám chỉ tánh chất cơ bản của tất cả các tâm là trạng thái biết cảnh không, thưa sư? Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Phật Thầy, kính bạch tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Chúng tôi không biết cái chữ thanh biết thường người ta nói dựa vào cái điều kiện gì. Còn cái chữ biết tâm và biết trạng thái biết cảnh này kia là cái chỉ cho tướng trạng của tâm mà thôi, chứ không phải là thanh biết. Không phải thanh biết. Thành ra muốn biết cái chữ thanh biết là cái gì đó phải coi nó xuất thứ từ đâu và ai nói ra ông điều kiện gì. Chứ còn đa số thì theo hệ bắt truyền thì nhiều khi có những cái chữ mà họ đem ra rồi họ định nghĩa làm sao rồi thì chúng tôi không có để ý bao giờ. Bởi vì mình học thì mình học nên nhớ, mình học cái ngôn ngữ của Đức Phật là ngôn ngữ Bali. Thế nên những cái chữ gì nó phải do xuất phát từ cái chữ đó mới được, chứ còn tự nhiên trong Bali không có những cái loại chữ gì mà mình đem ra mình nói là nhiều khi mình bạn hồi ở Đắk Lắk là chúng tôi rất là sợ những cái đó, nên là nhiều khi cái những cái nào mà nó hơi khó mà chúng tôi phải tra lại Bali hoặc tra trong từ điển rồi xem chú giải giải thích cái chữ đó như thế nào chẳng phải không. Bởi vì một cái chữ Bali đó nó có nhiều nghĩa lắm. Cái chữ đó mà nếu ngài Đức Phật mà thuyết đến cái một cái vị mà trí tuệ siêu việt ngài Sariputta cái nghĩa nó khác, mà ngài nói cho người chỗ khác cái nghĩa nó khác, rất nhiều chuyện để nói chứ không phải chỗ nào nó giống nhau. Nói cái chữ không đó, chữ thầm mát đó có hai cái viết, một cái viết theo Sanskrit và cái viết theo Pali. Chữ thăm má với theo Bali nó có tới 7, trên 70 nghĩa khác nhau trong bộ tâm tạng của Bali. Thành ra cái đó rồi mình phải biết cái chữ đó gốc nó nằm đâu, chứ còn nếu mà hỏi không về thì nói ngồi nó đi không biết được nào mà nó trở lại. Nó mô với thầy á. Dạ xa thúc kính trị ơn ngài ạ. Dạ quý anh chị trong đầu tràng có thắc mắc thì giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay là test chat trên màn hình ạ. Dạ bạch ngài, con có câu hỏi. Vấn đề mình tu dễ hay khó có ảnh hưởng cho sự thực hành đúng cách trong hiện tại hay là do tiền duyên? Bạch dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền giả, dạ kính thưa chư quý vị. Vấn đề tu không có chuyện vấn đề dễ hay khó. Có vấn đề là cái điều kiện về cái pháp đó mình tạo được bao nhiêu rồi. Ví dụ mình nhiều kiếp mà mình ở trong cái hệ thống của giáo pháp Đức Phật thì kiếp này nó khác. Còn mình lâu lâu có một kiếp mình tu nháp này nó khác. Cũng giống trong đời này vậy đó. Nếu mà mình có cơ hội có nhiều phước điều pháp từ nhỏ rồi tới già nó khác. Còn không mà đợi tới gần rất xa trời mới gặp là bắt đầu học pháp thì nó khác. Chứ nó không thể nào nói mà nó giống nhau được, khác nhau rất là xa, nó nhiều chuyện lắm. Thành ra mình nên khi nào gặp được giáo pháp thì nên ráng cố gắng nhát vô trong cái não của mình, đưa cho nó nhiều, càng nhiều càng tốt. Bây giờ quý vị sau này có gặp lại bất cứ vị Phật hay là cái gì Bồ Tát nào đó cũng vậy, thì họ cũng chỉ nói những cái điều mà giống như Đức Phật hiện tại nói mà thôi. Thường thường cái phần khác nhau trong cái lời dạy của các chư Phật là thuộc về luật nhiều hơn. Có gì thì không có chế luật, có gì là cấm ít, có gì cấm nhiều, tùy theo cái thời buổi đó chúng sanh như thế nào. Chứ còn pháp mà Đức Phật ấy thì vị nào cũng chỉ nói như đó, bởi nói như đó đủ mình đi ra khỏi luân hồi rồi. Ngài giống mấy ngài không có ở không rảnh đâu mà nói nhiều hơn, nói nhiều rồi
45 năm trường nghe nói cho mình nghe 80 mấy ngàn bài pháp đó, thì 80 mấy ngàn bài pháp giờ mình ra mình cố gắng mình học không hết 80 mấy ngàn bài, nhưng mình cũng học được một cái số căn bản nào đó để kiếp sau mình còn có đủ cái cơ hội để mình tiếp tục. Mình nếu mà kiếp này mình kiếp sau còn được phước trở lại làm người thì mình thêm mới kiếp sau nâng mới, nhưng mà không có quá 25 kiếp nữa đâu quý vị. Quý vị nên nhớ đó, thành ra sau đó là trễ lắm rồi, thành ra không ráng học thì sau đó rất là trễ. Một khi mình ở trong cái thời gian mà không có giáo pháp Đức Phật á, tiền thường mình làm bậy, tức là mình tạo rất nghiệp xấu rất nhiều. Mà khi tạo nghiệp xấu rất nhiều rồi, khi mình gặp lại Đức Phật nữa thôi, giờ mình là ngài chứ ngài cũng không dám nói pháp rồi, thôi mình cũng không hiểu gì, thấy không? Thành ra ráng có nhiều ráng bỏ vào não cho nhiều đi, giống như bỏ cho bằng vậy đó. Này càng nhiều càng tốt, để khi nào càng xài là mình rút ra mình xài liền. Còn bây giờ mà mỗi lần ông sư mà ông nói câu nào, hay là các giảng sư mà giảng câu nào mà cứ ngồi cứ cắn móng tay không người biết, bây giờ mới đắc được. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ sa túc sa túc, con kính tri ân ngài đã giảng dạy ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của Hoàng Phương ạ. Kính bạch ngài, có phải lúc ngủ một người nằm mơ lại vẫn còn có một loại tâm si nào đó, và do đó vị A La Hán thì không còn nằm mơ nữa? Dạ con kính dâng bích đến ngài ạ. Dạ kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, có nhiều chỗ nó bậc tam quả bậc tứ quả thì không có nằm mơ. Tại vì cái nằm mơ đó thì nó phát sinh do nghiệp cũng có, do tâm cũng có, do chật thực cũng có, do chư thiên cũng có ha, do chư thiên cũng có. Thì cái người mà chấm dứt phiền não rồi đó, thì mấy cái điều kiện đó không đủ để làm được cái tâm gì đó dao động trong lúc ngủ, nên là không đảm bảo. Còn mình bây giờ đó, thường đó, những cái loại mà mình biết được á, ví dụ như thiệt thực tư nghị nào, bữa nào ăn đồ ăn mà nó không ngon, hay là nó khó tiêu này kia, ông sụn để bảo đảm mình ngủ thế nào cũng mình nằm mơ chuyện tào lao không. Hoặc là cái tâm mình, cái tâm suy nghĩ chuyện gì nhiều tối cũng nằm mơ, giống như thời mình đi học á, gì nào đi học mà tới lúc sắp tu ý, sắp thi đó, học hàng tối nằm ngon hơn mơ ngủ thì vẫn mơ đọc những cái câu một bài học vậy đó. Cái thứ ba là do chư thiên, là chư thiên nhiều khi có mình có nhiều cái liên hệ trong kiếp trước, hoặc là mình có làm việc thiện rồi hồi hướng phước báo cho chư thiên rồi này kia xong, thì mình có chuyện gì thì họ vẫn có thể họ giúp, họ báo mộng. Nhưng mà cái vụ chư thiên này thì trúng không có nhiều, bởi vì gặp thứ thiệt thì nó giúp mình, cho còn cái thứ mà tà kiến nó gần mình nó chọc cho mình giờ chơi thì mệt, nó cho mình 6 số mà trúng có 5 số là cũng mệt. Nhưng mà chuyện nghiệp thì trúng, nhưng mà mình không biết trong cái giấc mơ mình cái nào do nghiệp, cái nào do tâm, cái nào do vật thực, cái nào do chư thiên hoách bảo, hoặc là mình không có biết. Cho nếu mình biết thì mình có thể mình tránh được số nghiệp xấu chứ không phải, nhưng mà thường mình không biết. Tới chừng tới nơi rồi mình mới biết là muộn rồi ha. Nhiều người đều biết là muộn rồi. Thành ra 4 cái điều kiện đó nó không chi phối cho người không còn, không có chi phối cho người không còn phiền não. Thành ra không chi phối được là bậc A La Hán. Có nhiều chỗ thêm bậc tam quả thì không có mơ, thì chúng ta thì mơ. Mà mơ thì để một cái chuyện chính xác là do nghiệp nào, cái đó là cái cổ nghiệp. Thành ra thôi kệ, đừng để nhiều cho mệt lắm. Nam mô Phật Tài Giá.
thấy Hoàng Hương đã xa thuốc kính tri ân ngài ạ. Dạ, xin mời quý anh chị trong đạo tràng có thắc mắc gì giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay là test chat trên màn hình ạ. Dạ, kính mời quý anh chị. Dạ thưa bạch ngài, cho con có một câu hỏi. Bạch ngài, thí dụ trong khi mình tu tập đó, mà như lúc mình ngồi thiền mình bị đau nhức đó bạch ngài, có phải là do cái nghiệp quá khứ của mình tạo nên không ngài? Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự là cái gì mình đổ thừa cho nghiệp không có được. Nó có thể nó là cái tiền tạng của cái kiếp này à. Cái hành động mình trong kiếp này, ví dụ mình ngồi không đúng cách, hoặc là mình không có pháp học, rồi mình ngồi cái tâm mình nó dao động hoài, động hoài, nó hay là thành ra cái chuyện ngồi đó là nó. Mình cứ nghe một số cái vị mà không biết họ lấy từ đâu, không biết là phải kiết già rồi này kia nó. Thưa quý vị, đi đứng nằm ngồi trong cái pháp thiền nó chỉ là phương tiện để mình làm cái việc đó thôi, chứ nó không phải, không có bắt buộc đó. Chứ hỏi bây giờ không lẽ cái bà đó tháng tới bà ra nhà thương Tỳ Vũ mà giờ bị kêu ngồi kiết già để thiền à, họ chửi cho hay không? Mình ngồi ghế cũng được, ngồi sao thoải mái thôi, miễn sao thoải mái để cái tâm mình nó làm cái công việc đó mà thôi. Thiền là công việc làm của tâm, nó cái mình dùng cái tư thế của mình là nó thoải mái để cho cái tâm mình nó làm việc. Chứ ngồi không phải là thiền, đi không phải là thiền, đứng không phải là thiền, nên nhớ vậy đó. Mình hay dùng danh từ ngồi thiền mình cứ hiểu sai hoài. Thiền là công việc làm của tâm, đi đứng nằm ngồi là phương tiện để tâm nó làm việc hữu hiệu mà thôi. Đó, thôi bây giờ nó nhớ vậy đó. Thành ra nó không có liên quan gì tới vấn đề đau đó. Mình thời ngồi cái thế đó, cái cơ thể mình không thích hợp thì mình đổi thế, đổi cho tới khi nào mà nó ngồi lâu được. Còn không thì ngồi ghế cũng không thua gì hết. Đó. Nhất là người lớn tuổi ngồi ghế. Để làm sao cái tâm mình nó được thoải mái để nó quan sát những cái đối tượng nào mình đang theo dõi thôi. Chứ đừng không phải lúc nào cũng đổi từ nghiệp nghiệp. Thật sự nếu mà đổi từ nghiệp thì thôi, chứ có nhiều vị ta làm sao có nhiều người thiền ta ngồi để ta hành cái pháp đó mà đắc được, thấy không? Nó phải xét lại coi. Thứ nhất mình ngồi mà mình cái thân mình nó không thoải mái đó, có thể cái đối tượng nó không phù hợp với cá tánh của mình không chừng. À, hoặc là cái tư thế mình đó, nó không có ấy, hay là bữa đó mình cái chân mình nó bị cái gì đó là mình ngồi nó không có được đúng mức, thoải mái đúng mức thì nó cũng vẫn bị như thường. Thành ra có thể là cái do cái điều kiện hiện tại, chứ không phải lúc nào phải để cái gì cũng cũng là nghiệp quá khứ, nghiệp quá khứ nó có, nếu mà không, nhưng mà mình đổ thừa nó không hoài cũng không được. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thú con kính tri ơn ngài đã giảng dạy ạ. Dạ. Dạ xin mời quý anh chị trong đầu tràng có thắc mắc gì giơ tay trực tiếp hỏi ngài ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, trong kinh Tiểu Không, Chula Sumata Sutta có câu: thở xưa và nay, này Ananda, ta nhờ an trú không nên nay an trú rất nhiều. Kính sư, kính xin sư giải nghĩa thế nào là an trú không. Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Cái này thì thôi để tuần tới đi, chúng tôi coi lại chữ Bali với cái thứ hai chú giải giải thích như thế nào. Chứ không trong cái giáo pháp này nó có nhiều cái chuyện để nói lắm ha. Tần tới ngoài Định Tuệ Song Tu trở lại. Nam mô Bụt Thầy, dạ.
Dạ con kính xin mời quý anh chị trong đạo tràng có thắc mắc gì không ạ? Giơ tay trực tiếp hỏi lại hay là tay chat trên màn hình. Xin mời quý anh chị. Chỉ còn có 15 phút nữa là hết hết giờ rồi ạ. Dạ kính mong quý anh chị tranh thủ. Dạ con xin đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu ạ. Kính thưa sư, có phải do buông ra danh chế định và nghĩa chế định mà thấy biết thực tánh pháp phải không thưa sư? Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Phật gia kinh Bạch Chư Tôn này. Dạ kính thưa chư quý vị, thực sự là chế định, tất cả chế định buông ra thì mới thấy được cái đó. Nhưng mà nên nhớ là thấy chỉ có những cái trường hợp mà chế định đó có thật tính pháp. Chúng ta nói là chế định nó có ba loại. Thường nếu mà nói cho đầy đủ được bốn thì đúng rồi, bốn. Thứ nhất là chế định không có thực tính pháp. Thứ hai là thực tính pháp. Cái thứ ba là chế định nghĩa là không hoàn toàn là thực tính pháp, nhưng mà nó là đối tượng của thiền được, đối tượng của thiền. Và cái thứ tư là chế định có thực tính pháp 100%, thành cái đối tượng có thực tính pháp 100% hoặc đối tượng có một nửa thực tính pháp đó phải buông ra mới được. Còn đối tượng đối chế định mà là chế định của thiền đó thì cái đó là phải để đắc thiền thôi, là khỏi phải buồn, khỏi phải thấy gì đó, cứ theo nó mà làm. Thành ra cái chế định có một nửa thực tính pháp thì chế định có hoàn toàn thực tính pháp đó. Thì cái đó là phải buồn chế định ra thì mới thành thực tính pháp. Nam mô Phật Thầy á. Dạ, con thấy Định Tuệ Song Tu đã tri ân ngài ạ. Dạ con thấy câu hỏi của Hoàng Phương ạ. Kính bạch ngài, kính ngài giảng giải vô thức là gì ạ? Dạ con kính dâng mít đến ngài. Tâm hồn và thà gia kính bạch chê tấu mẹ giả kính thưa cho quý vị. Thì không có gái thì vô thức xin tôi không biết đường đâu mà nói. Chữ đó được để nói ở đâu để chúng tôi biết là gì chứ cần không nói vô thức không cái đó chịu không biết nó là cái gì rồi. Nam mô Thầy ạ. Xin mời quý anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Xin dạ con có một câu hỏi ạ. Dạ bạch ngài, những cái nghi thức như thế nào mà áp dụng để không trở thành giới cấm thủ bạch ngài? Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Những nghi thức nào mà có ghi trong kinh điển thì cái nghi thức đó mình dùng, còn cái nào không ghi trong kinh điển thì đừng bao giờ dùng hết đó. Thật sự là đó, bởi vì cái chữ Sasana tức là lời dạy Đức Phật đó, nó có bốn chuyện để nói. Thứ nhất
và xà ná quá thủ, tức là chùa chiền đó, hay là những cái tháp thờ đó. Cái hai là xà xà ná bục khá lá, tức là hàng tư chúng. Cái thứ ba là xà xà ná quý thi, tức là những cái cách, ví dụ như làm thế nào để tu thọ tam quy ngũ giới, hay tu hành, tu là xà di, tu lên đề kéo, hay là tu nữ gì đó. Và cái thứ tư là xà xà ná thâm, tức là lời dạy, toàn bộ lời dạy của Đức Phật đó. Thì nó nằm, thì quý vị tìm mấy quyển sách mà về nghi thức trong giáo pháp đó, thì cái nào có trong đó thì làm được, còn cái nào không có cái trong đó thì không nên theo. Phải theo trước sau thì mình cũng để cho tà kiến nó vô, nó kiếm chuyện với mình. Tại vì có một số cái điều kiện mà cần thiết để làm, ví dụ như là mình muốn trở thành cần sinh nam cần sinh nữ phải làm sao, chứ không phải muốn làm sao cũng được. Mình muốn trở thành Phật tử phải làm sao, chứ không phải muốn làm gì làm mà, thì nó cũng có cách. Thứ hai là muốn trở thành tu nữ phải làm sao, nó cũng có cách. Thứ ba, làm thế nào để trở thành tỳ kheo hay tỳ kheo ni gì đó, thì nó có cách của nó, chứ không phải muốn làm sao cũng được. Rồi thứ tư, khi mà chư tăng hay chư ni có phạm giới hay có trục trặc gì cần sinh nam cần nữ thì phải giải quyết như thế nào, nó đều có cái nghi thức hết. Thì những cái nghi thức đó, những cái cách đó thì Đức Phật cho phép, những cái nào mà Đức Phật không cho phép mà mình làm thì có thể lọt vào giới cấm thủ, chẳng phải không? Có thể thôi, chứ phải yêu cái gì phải là giới cấm thủ là gì, mình chấp nhận cái đường lối sai lầm, không đưa tới đạo quả, mình cho rằng mình làm vậy là cũng có thể đưa tới đạo quả được, là cái đó giới cấm thủ không có đâu ha. Mà một thầy á, dạ sa thú kính tri ân ngài đã dạy. Dạ còn có anh 10 phút nữa ạ. Dạ kính xin mời quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? Dạ con xin đọc câu hỏi của Địch Tuệ Sông Thu. Kính thưa, có câu Bali Vichya Mane Na Chá Hoa Bề Tì Tí Áo Vichya, không biết pháp chân đế như uẩn xứ giới gọi là vô minh, như vậy có sự liên hệ như thế nào giữa thấy biết pháp chân đế, uẩn xứ giới với việc thấy ra sự thật tứ đế, thưa sư? Và con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Dù mình không biết tám điều, thứ nhất là không biết uẩn xứ giới đế, tức là không biết danh sắc thuộc về quá khứ, không biết danh sắc thuộc về vị lai, không biết danh sắc thuộc về quá khứ và vị lai, và không biết hiện tại, tức là không biết trong kinh đó là bà thịt chạch sang bột bạch, tức là nhân duyên liên hệ với nhau đó. Thành ra khi mà mình không biết tám cái điều đó, bốn cái điều đó thuộc về hiệp thế và bốn cái điều đó là tứ đế, thì bà bốn cái điều đó là nó đưa tới cái thì đắc đạo quả được, tức là Patichasamuppada, cái điều thứ tư đó. Danh sắc thuộc về quá khứ, danh sắc thuộc về tương lai, danh sắc thuộc về quá khứ tương lai mình không biết là cái đó có thể là không sao, nhưng mà danh sắc thuộc về Patichas, tức là thuộc về dương hệ, mình không biết là không thể đưa tới đắc đạo quả được, tức là đưa tới thấy tứ đế được. Thành ra cái dù mình đó là cái điều đó đó, là cái điều thứ, tức là không thấy hiện tại, không thấy danh sắc của hiện tại đó, tức là thấy về duyên hệ hoặc duyên khởi đó, thì cái đó là mà thấy cái đó thì nó mới đưa tới cái sự thấy tứ đế được. Mà vô minh thì nó không thấy cái đó, thành ra nếu khi nào còn vô minh thì khó lắm.
Thành ra trong lúc mà cái vô minh mà nghe bậc sư quả đó là lúc đó là đè cái vô minh cho nó nằm xuống rồi nó gần mất hết năng lực rồi mới thấy được tứ đế. Mà thấy tứ đế là nhất lần hai lần ba lần tư là vô minh không còn khả năng mà trồi dậy nữa, tức là mất luôn. Thấy lần thứ nhất thì còn mới, thấy lần thứ hai còn mới, lần ba còn mới, tới chừng lễ lần tư là hết, thấy luôn là như vậy đó. Nam mô Tha Dạ Kinh Bạch Chư Tôn, Hiện Dạ Kinh Thưa Chư Quý Vị, tất cả phước báo phát sanh do pháp tội trong ngày hôm nay của đạo tràng, xin hãy là mối duyên lành để tất cả các chư tôn hiện giả cùng các sinh nam và sinh nữ có khả năng thấy làm được tiêu diệt các ác pháp ngủ ngầm này tầm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bụt Thầy Gia, Nam mô Tham Mai Gia, Nam mô Sang Khai Gia, Nam mô Rất Tận Nát Tây Gia Sa. Hãy gặp lại tuần sau. Bức thà giá là mua thân là giá. Dạ, ngày Trí Đức có trên đạo tràng không ạ? Dạ, con xin ngài cho biết tín hiệu để mà phúc chúc cho đạo tràng ạ. Dạ, thưa ngài Trí Đức có trước máy không ạ? Dạ, thôi xin kính mời huynh kinh đạo diện đại đạo tràng để mà phúc chúc cho đạo tràng dùng nha, trong huynh kinh. Dạ, xin mời bàn tay của huynh kinh ạ. Ngài Trí Đức không có trước bái. Dạ, con cung thỉnh sư Trí Đức ạ. Sư Vĩ Tông thấy là chạy nó mất tiêu rồi. À, cũng tỉnh thượng tọa Trí Đức qua. Sa thủ sĩ Trần Đạo. Khi mà xong rồi thì chúng ta cứ sám hối. Sau khi sám hối thì chư tăng trong đôn hoặc là mời huynh tín. Bây giờ chưa có sám hối gì cả, phúc chúc cái gì. Rồi tôi cũng bận công việc, xin được phúc chúc và xin phép đạo tràng được đóng gương. Sau phẩm mang gara khăn tu sau phẩm đế quá ta sau phẩm bút đá hai lục hoa quê đà sơ đà su phi phẩm quan tu tê phẩm quan tu sau phẩm mang gara lăng gara khăn tu sau phẩm đế quá ta sau phẩm thông mai lục hoa quê đà sơ đà su phi phẩm quan tu tê phẩm quan tu sau phẩm mang gara lăng gara khăn tu sau phẩm đế quá ta sau phẩm sang cả hai lục hoa quê đà sơ đà su phi phẩm quan tu tê tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Nhờ nhờ quán đức của chư Phật, nhờ nhờ quán đức của giáo pháp, nhờ nhờ quán đức của chư tăng, các sự thành lời thường thường đến người. Xin phép đạo tràng buổi sinh hoạt đến đây cũng xin được kết thúc. Có những gì sơ sót thì kính mong quý vị hoan hỷ nhân tình tha thứ cho. Xin được đông đông trong dây lát.